Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 131. Những năng lượng này không ngừng tôi luyện chân hồn của anh. Anh mơ hồ cảm nhận được chân hồn bắt đầu trải qua những sự biến hóa kỳ diệu, không ngừng được cường hóa. Cuối cùng, sự thay đổi của chân hồn thực sự đã đạt đến một ngưỡng quan trọng, Ngô Bình ngay lập tức biết rằng mình đã có thể đột phá cảnh giới nhỏ tiếp theo là hồn biến. Ngô Bình lúc này đã phát hiện ra rằng sức mạnh của quy luật thiên đạo dường như là sức mạnh xúc tác cho sự biến đổi linh hồn. Vì vậy, anh lập tức lấy ra một đống tinh thạch quy tắc rồi bắt đầu hấp thu và luyện hóa. Năng lượng của mỗi mảnh tinh thạch đều bị anh hấp thu, các loại lực quy tắc tiến vào trong cơ thể anh và bị chân hồn nuốt lấy. Chẳng mấy chốc, quá trình hồn biến đầu tiên bắt đầu diễn ra. Quá trình hồn biến này có phần giống với quá trình long biến khi trước của Ngô Bình nhưng cao cấp hơn một chút. Không đến nửa canh giờ, quá trình hồn biến đầu tiên đã kết thúc. Chân hồn của Ngô Bình lúc này đã mạnh hơn gấp 10 lần. Lần hồn biến thứ hai kéo dài 3 giờ, nhưng quá trình vẫn diễn ra suôn sẻ. Sau đó là lần hồn biến thứ 3, thứ 4, cứ như vậy cho đến lần hồn biến thứ 9. An Điệp Y và Y Na bên cạnh anh đều sửng sốt. Một người có thể trải qua quá trình hồn biến 9 lần liên tục sao? Ina, Điệp Y, 9 lần hồn biến hình như chính là cực hạn hồn biến trong truyền thuyết phải không? Trong lịch sử chưa từng có người nào làm được đúng không? An Điệp Y, tôi khẳng định là chưa từng có người làm được. Đừng nói 9 lần, 5 lần hồn biến cũng chẳng mấy người làm được. Ina, sư huynh thật lợi hại. Nếu chúng ta muốn kết hôn, phải tìm được một người đàn ông như vậy. An Điệp Y cười khổ, chúng ta xứng sao? Bùm! Không ngờ, sau 9 lần hồn biến, Ngô Bình vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục lần hồn biến thứ 10. 10 lần hồn biến mất khoảng 15 ngày. Khi lần hồn biến cuối cùng kết thúc, chân hồn của Ngô Bình đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó nó lại tập hợp lại trong tử phủ, ngưng tụ thành một linh hồn vĩ đại, đây chính là chí thần cảnh giới nhỏ thứ 5 của cảnh giới lớn vĩnh thần. Sau khi đột phá tới cảnh giới chí thần, Ngô Bình lập tức đưa hai cô gái vào cánh cổng thứ tư và đến một chiều không gian khác. Đây là một đại lục rộng lớn, xung quanh đầy nham thạch, núi lở, và nền đất nứt toác. Nhìn lên bầu trời, vô số ngôi sao khổng lồ đã bị phá vỡ, bụi mù mịt khắp bầu trời đầy sao. Trên mặt đất, có vô số thi thể của các cao thủ. Có người đang bốc cháy, có người đã biến thành tượng băng. Có thi thể dài mấy vạn dặm. Có thi thể chỉ bằng kích thước của người bình thường, nhưng không có thi thể nào là của kẻ yếu. Nhìn cảnh tượng trên mặt đất vô cùng đáng sợ. Đây là vũ trụ chiến trường, An Điệp Y cả người run lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, buột miệng nói ra. Ngô Bình nhìn cô hỏi, Điệp Y, cô nói nơi này là vũ trụ chiến trường. An Điệp Y gật đầu, vũ trụ chiến trường là nơi mà một số người mạnh nhất trong vũ trụ chiến đấu với nhau. Năng lượng của họ quá mạnh, nếu họ chiến đấu trong vũ trụ của mình thì có thể dễ dàng phá hủy nơi đó. Cho nên, khi họ muốn giải quyết xung đột thì sẽ đến vũ trụ chiến trường, một khu vực được xây dựng bởi ý chí của nhiều vũ trụ. Ngô Bình, những thi thể này đều là những người mạnh nhất trong vũ trụ. An Điệp Y, đương nhiên không phải. Bởi vì thường xuyên có cao thủ trong vũ trụ mất mạng ở đây nên ở đây sẽ có nhiều bảo vật rơi rớt lại. Theo thời gian, nơi này đã trở thành điểm lui tới yêu thích của các cao thủ kỷ nguyên. Thậm chí, nhiều chủng tộc đã định cư ở đây. Sau vô số năm biến hóa, cuối cùng nó đã trở thành như bây giờ. Ngô Bình hít sâu một hơi, đã là nơi mà cao thủ kỷ nguyên sinh sống, lại còn thường xuyên có những kẻ mạnh nhất vũ trụ lui tới. Nơi này quá nguy hiểm. An Điệp Y, không ngờ rằng tầng thứ tư lại là vũ trụ chiến trường. Nhưng làm sao mới vượt qua được tầng này? Đúng lúc này, một cái đầu chọc khổng lồ từ trên mặt đất nảy lên, lơ lửng ở trước mặt Ngô Bình. Đầu người này to như một căn phòng, mắt nó như cửa sổ. Đầu người nói, cậu đã đạt tới cấp 4, rất hiếm thấy. Ngô Bình quan sát cái đầu người kia và hỏi, ông là ai? Đầu người, tôi là cao thủ kỷ nguyên bị kẻ khác chém đầu, thân thể bị hủy hoại, vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này. Hiện tại, tôi là người dẫn đường của tầng này. Ngô Bình, ba tầng trước tại sao không có người dẫn đường? Đầu người, tiến vào ba tầng thứ nhất không được tính là một bậc đại năng,
chỉ có tiến vào tầng thứ tư mới được coi trọng. Ngô Bình, được, ông dẫn đường đi, muốn vượt cấp cần phải làm gì? Đầu người, cấp độ này, cậu phải hoàn thành 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, phía trước 18.000 dặm có một ngọn núi ma thuật màu đen, trong núi có một con quái vật. Con quái vật này đang canh giữ một bảo vật, nếu có thể giết được con quái vật ma tộc này, đoạt bảo vật thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngô Bình trợn mắt, sức mạnh của ma tộc ở mức nào? Đầu người, theo như vũ trụ của cậu thì nó hẳn là ngang với một cao thủ cấp thiên đế. Ngô Bình cau mày, cao thủ cấp thiên đế thì e là anh đánh không lại. Đầu người, yên tâm đi, trước tiên cậu có thể ở lại đây để tăng cường thực lực, dù sao nhiệm vụ không có yêu cầu thời gian. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói, được, vừa hay tôi đang muốn nghiền ngẫm linh thuật và công pháp tu luyện lúc trước, sau đó đột phá đến cảnh giới thứ ba. Sau cảnh giới chí thần là cảnh giới bất diệt. Việc có được thần hồn bất diệt, Ngô Bình đã làm được ở thế giới trước. Anh đã tu luyện bất tử kinh và đạt tới cảnh giới cực hạn. Mặc dù ở những thế giới khác nhau sẽ phải đối mặt với những quy tắc của thiên đạo khác nhau, nhưng cốt lõi vẫn có nhiều điểm giống nhau. Vì vậy, lúc này, dựa vào kinh nghiệm của mình, anh dễ dàng đột phá từ cảnh giới chí tôn lên tới cảnh giới bất diệt và sở hữu thần hồn bất tử. Thực ra, trước khi trải qua hồn biến là anh đã có thể đột phá đến đại cảnh giới thứ ba, nhưng anh không đột phá ngay mà lần lượt hoàn thành hồn biến, chí thần rồi mới tới bất diệt. Bây giờ, trên cơ sở của cảnh giới bất diệt để tu luyện đại cảnh giới thứ ba. Đại cảnh giới thứ ba gọi là cảnh giới cực áo. Đại cảnh giới cực áo lại chia thành 4 cảnh giới nhỏ. Một là ý nghĩa thân, hai là ý nghĩa thần, ba là ý nghĩa huyền và thứ tư là ý nghĩa thiên. 4 cảnh giới này cực kỳ khó khăn, ví như môn chủ của ngũ đế môn cũng chỉ lĩnh ngộ sơ bộ được cảnh giới ý nghĩa thần, cảnh giới ý nghĩa thân cũng chỉ tu luyện qua loa. Nếu thông thạo được 4 cảnh giới này thì có thể chuyển đổi linh thuật thành áo thuật. Sức mạnh của áo thuật mạnh hơn linh thuật hàng nghìn hàng vạn lần. Áo thuật cũng có áo thuật sơ cấp, trung cấp, cao cấp và chí tôn. Môn chủ ngũ đế môn cũng chỉ tinh thông một loại áo thuật sơ cấp mà thôi. Ý nghĩa thân có nghĩa là bí ẩn của cơ thể. Ngô Bình từ lâu đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về cơ thể của chính mình và anh biết rất nhiều điều bí ẩn mà người khác không biết. Bây giờ, anh đang một lần nữa khám phá lại cơ thể của mình. Loại thăm dò này khá phức tạp, khó khăn và mất nhiều thời gian. Ngô Bình tìm một nơi nghỉ chân và bắt đầu lĩnh ngộ. Cứ như vậy một mạch 10 ngày liền. Đột nhiên một ngày nọ, cơ thể của Ngô Bình biến thành một tia sáng, di chuyển 1 triệu dặm trong nháy mắt. Thế nhưng, bóng anh vẫn ở nguyên một chỗ, không hề biến mất. Anh khẽ mỉm cười, nói quả nhiên vô cùng huyền diệu. Khoảnh khắc tiếp theo, anh trở lại vị trí ban đầu. Đầu người từ đó đến giờ vẫn nhắm mắt ngủ gật, nhưng sau khi Ngô Bình đi tới đi lui, nó lập tức mở to hai mắt nói, tốt lắm, cậu đã lĩnh ngộ được ý nghĩa thân. Ngô Bình, mới lĩnh ngộ được một phần thôi, nhưng lĩnh ngộ được phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi hiểu được ý nghĩa thân, Ngô Bình không dừng lại mà tiếp tục lĩnh ngộ ý nghĩa thần, ý nghĩa huyền và ý nghĩa thiên. Trong 3 loại ý nghĩa này, cái sau lại khó hơn cái trước. Ý nghĩa thần chỉ khó hơn ý nghĩa thân một chút, nhưng ý nghĩa huyền thì khó hơn nhiều, anh phải mất 2 tháng để lĩnh hội nó. Còn ý nghĩa thiên cuối cùng, anh đã mất 1,5 năm để lĩnh ngộ. Cho đến nay, Ngô Bình đã tu luyện thành công tất cả 4 loại ý nghĩa sâu xa trong cảnh giới cực áo, sức mạnh của anh đã tăng lên rất nhiều. Tất cả linh thuật mà anh đã tu luyện trước đây đều đã được chuyển hóa thành áo thuật mạnh mẽ hơn. Đầu người vẫn luôn chú ý tới anh, lúc này bỗng lên tiếng, cậu đã rất mạnh, tôi cảm thấy cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ đầu tiên là đi đến ngọn núi Hắc Ma, tiêu diệt quái vật và chiếm lấy kho báu do quái vật canh giữ. Ngô Bình gật đầu, được, tôi cũng đang muốn thử nghiệm áo thuật mới của tôi. Người dẫn đường, ông có thể nói cho tôi biết bảo bối kia là cái gì không? Đầu người nói, đó là một thanh kiếm, kiếm thiên đế. Ngô Bình, là kiếm của cao thủ cảnh giới thiên đế sao? Đầu người, thiên đế là thiên đế, cảnh giới thiên đế là cảnh giới thiên đế. Chỉ có kẻ tu luyện được tới cực hạn của cảnh giới thiên đế, sau đó vượt qua rất nhiều cuộc khảo nghiệm mới có thể trở thành thiên đế.
Thiên đế nắm quyền cai quản vũ trụ, không bị sự thay đổi của thời đại ảnh hưởng. Ngô Bình sửng sốt, mạnh như vậy sao? Đầu người, kỳ thực, chính xác mà nói, thiên đế như vậy có thể coi là cao thủ của đại cảnh giới thứ 5. Ngô Bình gật đầu, hiểu rồi. Vậy cảnh giới thiên đế thực chất còn có thể hiểu là con đường thiên đế. Đầu người, cậu nói như vậy cũng đúng. Nếu như trở thành thiên đế, sẽ không còn bị các quy tắc của trời và đất áp chế phải không? Anh cười hỏi. Đầu người, đó là đương nhiên, nếu là thiên đế, cậu có thể khống chế hết thảy vạn vật trong vũ trụ. Quy tắc vũ trụ chẳng những sẽ không tổn hại cậu, ngược lại còn có thể bảo vệ cậu, bởi vì cậu chính là người tạo ra quy tắc. Ngô Bình trầm ngâm, chẳng lẽ cái gọi là quy tắc vũ trụ trấn áp kẻ mạnh, kỳ thực là hướng người ta tới việc tu luyện thiên đế sao? Sau khi nghỉ ngơi một lát, Ngô Bình đi đến núi Hắc Ma. Ngô Bình chỉ còn cách ngọn núi Hắc Ma một bước chân. Anh đứng ở giữa không trung, dưới chân là một dãy núi kéo dài ngàn dặm, một đỉnh núi màu đen trên cao đang phóng thích ra ma lực quỷ dị. Ngô Bình vừa xuất hiện, một ánh sáng ma từ trong núi lao tới, ngưng tụ thành một con quái vật cao lớn giữa không trung. Con quái vật này mặt xanh mắt đỏ, thân trên là người, có 12 cánh tay, mỗi bên 6 cánh tay. Phần thân dưới của nó lại giống như một con ngựa, có 4 móng. Trong tay ác ma này đang cầm 12 món pháp bảo, mỗi món đều có uy lực vô cùng lớn. Ác ma nhìn chằm chằm Ngô Bình, cười to nói, lại là một tên đến đâm đầu vào chỗ chết. Ngô Bình bình thản đáp, ngươi rất tự tin. Ác ma cười lạnh một tiếng, ngươi ở nhân tộc cũng coi như là cao thủ. Nhưng đáng tiếc, ở trước mặt ta vẫn là quá yếu, ngươi có biết có bao nhiêu cao thủ nhân tộc chết trong tay ta rồi không? Ngô Bình, sau này, ngươi sẽ không có cơ hội làm việc đó nữa, dứt lời, anh vung tay phải lên cao. Đây là áo thuật truy hồn thủ sinh ra từ loại linh thuật cấp 7 tương ứng. Chỉ thấy trong không trung có một bàn tay to đang vồ tới. Ác ma cảm nhận được khí tức kinh thiên động địa thì mặt biến sắc. Nó hét lớn một tiếng, là áo thuật. Nó chắp 8 cái tay vào nhau để tạo thành ấn, ma khí xung quanh nó chấn động, tạo thành một bức màn ánh sáng đen khổng lồ. Khi bàn tay to chạm vào màn sáng lập tức nổ tung, sau đó đè ác ma xuống đất. Ác ma gào thét điên cuồng, nhưng dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trấn áp của Ngô Bình. Phụp. Lòng bàn tay phải của anh phát ra ánh sáng của áo thuật, và chỉ với một cú đánh, ác ma biến thành một đống tro bay, bay khắp bầu trời. Đây là một loại áo thuật tiên thiên mạnh mẽ khác, được chuyển hóa từ 12 loại linh thuật tiên thiên. Nó được gọi là phi khôi chỉ. Chỉ với một đạo chỉ, tất cả sinh linh có thể biến thành tro bụi. Sau khi giết xong ác ma, cái đầu lơ lửng bên cạnh anh, cười nói, không ngờ thực lực của cậu đã có thể giết một cao thủ cảnh giới thiên đế, rất tốt. Giờ cậu có thể đi lấy kiếm thiên đế. Thực lực của con ác ma này trước đây không được coi là mạnh, chính vì nó đã hấp thụ sức mạnh của kiếm thiên đế. Nên mới phát triển đến trình độ hiện tại. Ngô Bình lập tức đáp xuống đỉnh núi và tìm thấy một cái hang. Sau khi vào trong, anh phát hiện ra rằng ác ma đã cất giữ rất nhiều thứ ở đây, tất cả đều được lấy từ các nạn nhân. Số đồ đó đủ lấp đầy hơn chục hang động. Trong hang sâu nhất, anh tìm thấy một hộp kiếm tỏa ra một luồng kiếm ý đáng sợ. Anh cầm hộp kiếm lên, ấn nhẹ, một đạo kiếm quang bay ra, hóa thành một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này trông bình thường và không có gì đặc biệt. Nhưng năng lượng kiếm mà nó phát ra lại cực kỳ đáng sợ, khiến anh cũng phải đề phòng. Đây là kiếm thiên đế sao? Anh chậm rãi nắm chuôi kiếm, cảm giác được một lực đạo đáng sợ tràn vào trong cơ thể. Sức mạnh này, nếu anh không lĩnh ngộ được ý nghĩa thiên thì sẽ bị nó phá hủy ngay lập tức. Người dẫn đường nói, ác ma không dám động vào kiếm thiên đế, nhưng cậu có thể nắm lấy nó. Điều đó chứng tỏ cậu đã đủ năng lực để khống chế kiếm thiên đế. Ngô Bình đáp, bởi vì tôi đã nắm vững ý nghĩa thiên, đó là ý nghĩa của trời và đất. Anh nói dứt lời, trường kiếm trong tay rung lên một cái, trăm triệu kiếm quang phóng lên trời, trên không trung ngưng tụ thành kiếm trận, sau đó hóa thành mưa kiếm rơi xuống. Trận mưa kiếm này bao phủ ngàn dặm, mưa kiếm chạm đến nơi nào, núi sông sụp đổ, thời không chia cắt, uy lực cực kỳ khủng bố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thu hồi kiếm thiên đế,
Ngô Bình hỏi, nhiệm vụ thứ hai là gì? Người dẫn đường cười nói, nhiệm vụ thứ hai chính là trở thành chủ nhân của kiếm thiên đế, cậu đã làm được rồi. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, ra vậy, còn nhiệm vụ thứ ba thì sao? Đầu người, nhiệm vụ thứ ba chính là giết chết một con Vu Yêu, giải cứu bốn người của nhân tộc bị nó khống chế. Ngô Bình, Vu Yêu. Đầu người, đó là một con yêu quái tu luyện vu thuật. Con yêu quái này đã tu luyện loại vu thuật tà ác nhất, cộng với yêu lực của nó đã trở thành một mầm họa lớn. Nếu giết nó, cậu có thể cứu được bốn cô gái xinh đẹp đang bị nó khống chế. Đồng thời, có được khối tài sản mà Vu Yêu tích lũy được trong rất nhiều năm nay. Ngô Bình, nguồn gốc của bốn cô gái kia là gì? Tại sao Vu Yêu lại kiểm soát họ? Đầu người, tứ đại mỹ nhân là những cô gái xinh đẹp nhất từ xưa đến nay. Họ bị yêu ma khống chế ở các thời kỳ khác nhau. Trên người họ đều có một năng lượng đặc biệt và mạnh mẽ mà Vu Yêu rất cần. Không có bốn loại sức mạnh này, Vu Yêu sẽ không mạnh như vậy. Bốn loại dị năng, Ngô Bình như thể đang suy nghĩ điều gì, sau đó anh nói, giờ tôi sẽ đến chỗ Vu Yêu. Người dẫn đường, cậu chắc chắn muốn đi ngay bây giờ sao? Vu Yêu kia thực lực mạnh hơn yêu ma này rất nhiều. Ngô Bình, không sao, sớm muộn gì cũng phải ra tay, không cần trì hoãn thêm. Vừa nói, anh vừa thu thập tất cả kho báu của ác ma rồi lên đường đi giết Vu Yêu. Sau vài hơi thở, anh đứng trước một cung điện to lớn và sang trọng. Cung điện này tọa lạc trên đỉnh núi, diện tích vô cùng rộng lớn, cao lớn uy nghiêm. Khi anh đứng trên mặt đất lát ngọc trước cung điện, cổng cung điện chậm rãi mở ra, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần bước ra. Cô gái mặc một bộ váy xanh vừa vặn với người, lộ ra dáng người hoàn mỹ không gì sánh được. Ngô Bình đã nhìn thấy vô số người đẹp, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, anh vẫn cảm thấy kinh ngạc và không thể rời mắt khỏi cô ấy một lúc. Đầu người lơ lửng ở bên cạnh, hỏi, đẹp không? Đó là một trong tứ đại mỹ nhân bị khống chế. Vốn cô ấy cũng có sức mạnh rất lớn nhưng hiện tại, cô ấy là con rối của Vu Yêu. Người đẹp nhìn Ngô Bình, hỏi, sao ngươi lại tự đến đây đâm đầu vào chỗ chết? Giọng nói của cô ấy rất hay, khiến người ta có cảm giác như một làn gió xuân dễ chịu thoảng qua. Ngô Bình bình thản đáp, Vu Yêu, một người đẹp như vậy, làm sao có thể để cô ấy ra tay đánh giết giết cơ chứ? Ta nghĩ ngươi nên tự mình ra tay, ta sẽ kết liễu ngươi càng sớm càng tốt, như vậy ai cũng dễ chịu. Mỹ nhân vẻ mặt hờ hững, nói, danh con ngu dốt, chịu chết đi, nói xong, cô chỉ tay phải lên trời, trên bầu trời xuất hiện một đạo sấm sét cực mạnh, đánh về phía Ngô Bình. Nhìn vào tia sét này, Ngô Bình tỏ vẻ khinh thường. Trong số các áo thuật mà anh đã tu luyện, có một loại lôi thuật gọi là vạn lôi tề phát. Mỗi tia sét trong đó đều mạnh hơn những đạo sấm sét trên bầu trời này. Anh lắc đầu, sau đó há miệng nuốt vào. Những tia sét mạnh như vậy mà bị hút vào trong bụng anh. Mùi vị không tệ, anh nuốt xuống rồi tự nhủ với bản thân. Người đẹp nói, cũng có chút bản lĩnh đấy, tiếp chiêu tiếp theo đây. Không cần phiền phức như vậy đâu, Ngô Bình nói xong lập tức đi tới bên cạnh mỹ nhân, đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu của cô ấy. Ngô Bình đã sử dụng ý nghĩa thiên để ngay lập tức tước bỏ sức mạnh kiểm soát của Vu Yêu đối với cô gái này và ngưng tụ nó thành một quả cầu ánh sáng đen. Rầm, một tia sấm sét giáng xuống, quả cầu màu đen tiêu tán, mỹ nhân trong nháy mắt khôi phục lại sự tỉnh táo. Đôi mắt đẹp của cô ấy nhìn xung quanh, rất nhanh cô đã hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức cúi đầu trước Ngô Bình và nói cảm ơn đã cứu tôi. Ngô Bình đã cảm nhận được có một sức mạnh huyền diệu trong người cô gái này, đó là lý do tại sao Vu Yêu muốn kiểm soát cô ấy. Ngay khi cô gái định hỏi thêm thì một con quái vật lao ra khỏi cung điện. Con quái vật này có làn da trắng như tuyết và đôi mắt đen tím, thân hình giống người nhưng đuôi rắn. Thì ra là yêu xà, Ngô Bình cười lạnh một tiếng, Vu Yêu, người muốn tự sát hay là để ta tự tay giết ngươi? Vu Yêu, loài người ngu dốt. Các ngươi không biết Vu Yêu này mạnh đến mức nào. Giờ thì chống mắt lên mà xem sức mạnh của ta. Bùm! Giữa trời và đất, ác ý vô tận tuôn ra. Quy luật trời đất và trật tự vũ trụ bắt đầu tạo áp lực lên Ngô Bình, khiến anh đau đớn từng giây từng phút. Cơ thể của anh bắt đầu biến dạng,
xương kêu răng rác và linh hồn cũng bị dày vò. Trong hoàn cảnh như vậy, anh cảm thấy rằng mình không thể cầm cự quá 5 phút. Vu Yêu cười khoái trá, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có thể chống lại sức mạnh của trời và đất sao? Ngô Bình, ngươi còn có thể phóng đại ác ý của trời và đất đối với ta lên vô hạn. Giỏi lắm. Vu Yêu nói, đây là thiên khiển thuật, một trong những loại vu thuật mạnh nhất. Ngươi là nhân tộc đời đầu, thiên ý rất đối địch với ngươi. Thiên khiển thuật của ta có thể phóng đại nó lên gấp vạn lần. Ngô Bình khẽ thở dài, chậm rãi nắm lấy kiếm thiên đế. Sức mạnh của kiếm thiên đế tràn vào trong cơ thể anh, ác ý của trời và đất đáng sợ này biến mất ngay lập tức. Ngược lại, quy luật của trời đất trở nên gần gũi hơn, nhanh chóng sửa chữa những tổn thương vừa gây ra cho Ngô Bình. Cảnh tượng này khiến Vu Yêu đứng nhìn đến ngây người. Nó nhìn chằm chằm kiếm thiên đế, giận dữ nói, ngươi kiểm soát được kiếm thiên đế ư. Ngô Bình không nói gì mà vung thanh kiếm trong tay lên, một đạo kiếm quang sáng ngời bay ra. Vu Yêu muốn né tránh, nhưng nó không thể cử động cơ thể, bất lực nhìn kiếm quang đang tiến đến. Sau đó, đầu Vu Yêu bay lên, văng ra nơi khác. Sau khi giết chết Vu Yêu chỉ bằng một thanh kiếm, ba người đẹp nữ bước ra khỏi cung điện, mắt họ đờ đẫn và họ vẫn chưa tỉnh táo lại. Nhưng Vu Yêu đã chết, vì vậy họ cũng sẽ không tấn công Ngô Bình. Theo phương pháp trước đó, Ngô Bình đã giúp ba người đẹp lần lượt tỉnh lại. Sau khi ba cô gái tỉnh lại, họ đều cảm ơn anh. Dung mạo của ba cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng người cũng cực chuẩn. Sau đó, họ giúp Ngô Bình thu dọn chiến trường và thu thập tất cả các kho báu của Vu Yêu. Phần lớn những thứ này đều là bảo vật của các cao thủ từng bị Vu Yêu giết. Trong khi thu dọn đồ đạc, bốn cô gái cũng bàn bạc về tương lai. Khi món đồ cuối cùng được giao cho Ngô Bình, bốn cô gái đồng thanh nói, bốn người chúng tôi nguyện đi theo công tử. Ngô Bình cười hỏi, bốn người các cô thực lực đều rất mạnh, Tu Vi đã đến cảnh giới thiên đế, vì sao phải đi theo tôi? Một cô gái đáp, chúng tôi đã bị Vu Yêu kiểm soát trong nhiều năm, vốn đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng rồi. Chính anh đã cứu chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của anh. Chỉ có một người đàn ông mạnh mẽ của nhân tộc như anh mới xứng đáng để chúng tôi trao thân gửi phận. Ngô Bình gật đầu, được, vậy từ giờ trở đi, các cô hãy đi theo tôi. Lúc này, anh hỏi người dẫn đường, tôi đã hoàn thành 3 nhiệm vụ, giờ có thể đi tới tầng thứ 5 sao? Đầu người, cậu có thể đi, nhưng tôi nhắc nhở cậu, tầng thứ 5 cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, mặc dù tư chất của cậu rất mạnh, nhưng chưa chắc có thể thuận lợi vượt qua. Ngô Bình, tôi đã đi xa đến mức này, không có lý do gì để lùi bước, tôi đương nhiên phải tới đó. Đầu người, tốt. Vừa dứt lời, cánh cửa thứ 5 xuất hiện, Ngô Bình mang theo 6 cô gái, không chút do dự đi vào bên trong. Sau khi đi qua cánh cổng, 7 người rơi vào một đại dương bao la. Nước trong đại dương bao la này nặng đến nỗi chân họ có thể dẫm lên mà không chìm. Đầu người cũng đi theo vào. Nó nói, kỳ thi thứ 5 này, chỉ cần hoàn thành một việc là có thể thông qua. Đó là việc gì? Ngô Bình hỏi. Đại dương này là tinh hải, cũng là nơi sinh ra các vì sao. Ở đây, đột phá đến cảnh giới thiên đế là dễ dàng nhất. Chỉ cần cậu có thể đột phá đến cảnh giới thiên đế ở nơi này là có thể thông qua khảo nghiệm. Đến lúc đó, cậu sẽ được thưởng. Ngô Bình, phải tu luyện tới cảnh giới thiên đế sao? Thật sự không dễ dàng. Đầu người, không thành vấn đề, cậu có rất nhiều thời gian, có thể thong thả tu luyện, có một ngày nhất định sẽ đột phá được thôi. Ngô Bình hỏi, không phải ông nói nơi này cực kỳ nguy hiểm sao? Đầu người, đúng vậy, rất nguy hiểm, bởi vì trong thời gian tu luyện của cậu, những sinh vật đáng sợ trong tinh hải sẽ tấn công cậu. Ngô Bình, sinh vật ở tinh hải rất mạnh sao? Rất mạnh. Đầu người nói, chọn bừa một con cá, đều có thể mạnh ngang cao thủ cảnh giới vĩnh thần. Những sinh vật lớn hơn một chút, có thể mạnh ngang cao thủ cảnh giới thiên đế, cậu cảm thấy như vậy chưa đủ nguy hiểm sao? Ngô Bình nhíu mày, mạnh như vậy sao? Ngay khi anh đang nói chuyện, một con tôm nhảy lên khỏi mặt nước. Con tôm này dài bằng nửa người đàn ông và nó lao vào An Điệp Y. An Điệp Y kêu lên một tiếng,
muốn né tránh nhưng lại cảm thấy không thể động đậy. Ngô Bình tiến lên một bước và hạ gục con tôm bằng một cú đấm. Cú đấm này mạnh đến nỗi con tôm chết ngay. Ngay khi con tôm chết, Ngô Bình nhặt nó lên, trải một tấm chăn trên mặt biển và hỏi, mọi người có muốn ăn tôm không? Các cô gái nhìn nhau, mỉm cười và gật đầu. Đầu người lơ lửng bên cạnh, nói, sinh vật trong tinh hải này đều ẩn chứa năng lượng cực mạnh, năng lượng này ăn vào rất tốt cho cơ thể. Ngô Bình sơ chế tôm, cắt thành lát mỏng và cho vào nồi để nấu lẩu. Anh pha sẵn gia vị, những miếng tôm to bằng lòng bàn tay cho vào nước đợi sôi là có thể ăn được, ngon tuyệt cú mèo. Đầu người nhìn cái nồi một lúc rồi thấy đói và cũng xin một cái bát để ăn. Nhưng nó không có tay nên Ina đã đút cho nó. Một con tôm còn chưa ăn xong, một con cua to bằng cái nồi khác đã lao tới, vốn dĩ nó coi đám người Ngô Bình là con mồi, không ngờ lại trở thành món ngon đối với họ. Con cua được bẻ đôi, lấy càng đem nướng chín rồi tẩm ướp gia vị. Trứng cua được lấy ra và làm thành bánh bao trứng cua với thịt tôm, đây là kỹ năng nấu ăn đặc biệt của Ngô Bình. Sau đó, rắn nước, rùa nước và cá lớn lần lượt cũng tới nạp mạng. Ngô Bình và những người khác ném xương xuống biển trong khi thưởng thức các món ăn tươi ngon, thu hút nhiều loài cá và tôm đến. Chẳng mấy chốc, 6 cô gái đã no nê nhưng Ngô Bình vẫn ăn. Những thứ này ẩn chứa năng lượng cường đại, người khác chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ, nhưng anh có thể hấp thu toàn bộ, cho nên ăn càng nhiều càng tốt. Ngô Bình đã ăn không biết bao nhiêu tôm cá mới cảm thấy hơi no. Lúc này, mặt biển đột nhiên cuộn sóng, một con quái vật biển cực lớn xuất hiện. Nó có hàng vạn con mắt như vì sao nhìn chằm chằm vào Ngô Bình khiến anh cảm thấy khó chịu, nhất thời không thể động đậy. Đối với mấy cô gái thì tình hình còn tệ hơn, có vài người đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Đầu người khẽ thở dài một tiếng, nói, đây là một trong các loài hải quái mạnh nhất biển tinh hải, gọi là thú ăn hồn. Ngô Bình rất bình tĩnh hỏi, thú ăn hồn có đáng sợ không? Đầu người, cậu không cảm giác được sao? Nó bẩm sinh có thể cắn nuốt năng lượng linh hồn của người khác, thứ cậu tu luyện là sức mạnh linh hồn, chính là món khoái khẩu của nó. Anh nhìn con thú ăn hồn, nó trông giống như một con giun đất phóng to, ngoại trừ một đầu có một cái miệng hình hoa sen cực lớn, được bao phủ bởi hàng trăm lớp răng. Ở giữa cái miệng khổng lồ có một con ngươi màu xanh lá cây, đó là nơi phát ra uy áp đáng sợ. Ngô Bình, thật sự rất thú vị. Nhưng nó vẫn quá yếu. Vừa nói, anh vừa vung tay phải lên không trung, một ánh kiếm cực lớn xuất hiện rồi chém về phía thú ăn hồn. Đây là một kiếm thuật thâm sâu mà anh đã tu luyện, khi ánh kiếm rơi xuống liền chém đôi thú ăn hồn. Ánh kiếm xẹt qua, thú ăn hồn lẽ ra đã bị chém thành hai nửa thì cơ thể chợt liền lại. Nó gầm lên một tiếng, há to miệng, con người phát ra ánh sáng xanh, lập tức bắn về phía Ngô Bình. Ngô Bình rơi vào trong ánh sáng xanh, sức mạnh linh hồn trong cơ thể anh không ngừng tuôn ra, sau đó bị hút vào cơ thể của thú ăn hồn dọc theo ánh sáng xanh. Thấy cảnh này, đầu người thở dài, cậu quá bất cẩn. Ngô Bình nói, nó không ra tay thì tôi làm sao giết được. Lời vừa dứt, toàn bộ sức mạnh linh hồn trong cơ thể anh liền phóng ra ngoài, bao lấy linh hồn mạnh mẽ của anh rồi lao vào ánh sáng xanh, lao tiếp về phía thú ăn hồn. Thần hồn mạnh mẽ của anh lao vào miệng con thú ăn hồn theo ánh sáng xanh. Ngay tại lối vào, thần hồn của Ngô Bình đã chộp lấy con ngươi màu xanh lá cây và dùng hết sức gỡ nó xuống. Những con thú ăn hồn thực sự có thể nuốt chửng linh hồn, nhưng việc nuốt chửng cần có quá trình và thời gian. Ngô Bình đã lợi dụng sơ hở này để lấy đi con ngươi của thú ăn hồn. Một tiếng gầm rung chuyển bầu trời vang lên, thú ăn hồn hét lên. Sau khi mất đi con ngươi, sức mạnh của nó giảm đi 99%, Ngô Bình lần thứ hai phát ra ánh kiếm, chém nó thành hai mảnh. Cùng lúc đó, thần hồn cũng đem con người bay trở lại cơ thể của anh. Con người này được đưa đến biển linh hồn của anh, được tạm thời trấn áp. Sau khi giết chết con thú ăn hồn, anh hỏi đầu người, có rất nhiều sức mạnh linh hồn trong con người, tôi muốn hấp thụ và luyện hóa tất cả chúng. Đầu người cười nói, không ngờ cậu có thể giết thú ăn hồn nhanh như vậy, con ngươi của thú ăn hồn được gọi là phệ hồn nhãn, là trung tâm sức mạnh của nó. Nếu như cậu có được con ngươi, cậu sẽ có sức mạnh của thú ăn hồn. Ngô Bình, con ngươi này rất mạnh,
có thể cần một chút thời gian để luyện hóa nó. Vừa nói, anh vừa vận dụng bí pháp luyện hóa phệ hồn nhãn. Luyện hóa phệ hồn nhãn cũng không dễ dàng, anh phải mất 7 ngày mới thành công. Khoảnh khắc phệ hồn nhãn được luyện hóa, xung quanh anh hình thành một lực hút đáng sợ, sinh vật trong đại dương lần lượt nhảy dựng lên, sức mạnh linh hồn của chúng không ngừng bay về phía Ngô Bình rất nhanh, hòa vào phệ hồn nhãn. Ngô Bình sợ sẽ liên lụy đến 6 cô gái, vì vậy anh bay ra xa hơn. Anh đi đến đâu, sinh vật trong biển lập tức cứng đờ, linh hồn bay ra ngoài, lọt vào trong đôi mắt phệ hồn nhãn. Sau khi hấp thu linh hồn của vô số sinh vật trong biển sao, phệ hồn nhãn cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, nó bắt đầu giải phóng một lượng lớn sức mạnh linh hồn đã được nó thanh lọc để cung cấp cho Ngô Bình. Phệ hồn nhãn có yêu cầu rất cao đối với sức mạnh linh hồn, sau khi luyện hóa thì 100% sức mạnh linh hồn chỉ còn lại khoảng 10%. Tuy nhiên, chất lượng của sức mạnh linh hồn đã được tinh lọc cao hơn nhiều, đây là liều thuốc bổ tuyệt vời cho Ngô Bình. Đúng lúc này, vùng biển cách đó không xa đột nhiên phát ra hàng tỷ tia sáng rực rỡ, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng suốt 9 ngày, sau đó một hạt châu to bằng nắm tay chậm rãi bay lên trời. Đầu người, đây là một ngôi sao mới được sinh ra. Những vì sao, Ngô Bình thoáng cái đã bay tới bầu trời phía trên các vì sao. Đầu người bàng hoàng, chúng mới sinh ra đã có sức mạnh khủng khiếp, đừng lại gần. Tuy nhiên Ngô Bình không nghe. Bởi vì anh cảm thấy rằng sức mạnh của linh hồn cũng có trong các vì sao, nhưng loại sức mạnh linh hồn này cực kỳ cao cấp, ngoài sức tưởng tượng của anh. Phệ hồn nhãn, hút cho ta. Anh quát khẽ, phệ hồn nhãn ngay lập tức được kích hoạt, một ánh sáng xanh lục bắn ra từ mắt phải của anh lao tới ngôi sao đó. Trong ngôi sao có một tia năng lượng linh hồn màu bạc giống như ngọn lửa, đó là sức mạnh tinh hồn. Nó từ từ bay về phía anh. Khoảnh khắc tia sức mạnh linh hồn màu bạc này tiến vào trong cơ thể Ngô Bình, cơ thể của anh liền bị đốt cháy, vô cùng đau đớn. Nhưng đây chính là thứ mà anh muốn, dựa vào sự trợ giúp của sức mạnh linh hồn vô cùng tinh khiết và mạnh mẽ trong ngôi sao để đột phá cảnh giới lớn thứ tư, cảnh giới thiên đế. Bùm! Trên 9 tầng trời, hàng trăm triệu tia sét đầy màu sắc bắn về phía anh. Những tia sét này rất đáng sợ, chúng sẽ gây ra tổn hại lớn cho Ngô Bình. Nhưng vào lúc này, anh đang bị tra tấn bởi sức mạnh linh hồn trong ngôi sao, anh ngay lập tức kích hoạt một pháp thuật để dẫn dắt hai sức mạnh này chiến đấu với nhau. Khoảnh khắc đó, tia chớp va chạm với sức mạnh tinh hồn, hòa làm một rồi xông thẳng vào não Ngô Bình. Thời gian như ngừng trôi, Ngô Bình cảm giác được giữa trời đất có vô số năng lượng hội tụ, năng lượng này đang thăm dò thân thể của anh. Cứ như vạn năm đã trôi qua, lại giống như chỉ một giây trôi qua. Năng lượng giữa trời đất đều biến mất, sấm chớp cũng vậy. Cơ thể anh lơ lửng giữa không trung, toàn thân anh tỏa sáng rực rỡ, sau đó một luồng khí tức nối tiếp trời đất được tung ra. Anh mở mắt ra, lạnh nhạt nói, cảnh giới thiên đế quả nhiên lợi hại. Lúc này anh đã dùng sức mạnh tinh hồn thành công đột phá cảnh giới lớn thứ tư, cảnh giới thiên đế. Cảnh giới thiên đế có 4 cảnh giới nhỏ, hiện giờ anh đang ở cảnh giới nhỏ thứ nhất, cảnh giới tinh thần. Trung tâm của cảnh giới tinh thần là sức mạnh tinh hồn. Luyện hóa tinh hồn và dung hợp với sức mạnh trời đất, sau đó dùng lửa tôi luyện thần hồn, từ đó nâng cấp lên thành tinh thần. Lúc này tinh thần của Ngô Bình đã bay ra khỏi cơ thể, sáng như một vì sao. Nó bay lên trên cao, giữa ấn đường có một dấu ấn màu xanh, đó chính là phệ hồn nhãn. Dấu ấn màu xanh phát sáng, trong biển sao, vô số ngôi sao bay lên từ trong nước. Trong đó sức mạnh tinh hồn không ngừng bị tinh thần hấp thu. Sau khi hấp thu sức mạnh tinh hồn của 3.000 ngôi sao thì tinh thần của Ngô Bình mới thỏa mãn, quay về cơ thể anh. Khi anh mở mắt ra, 6 cô gái và đầu người đều đang ở bên cạnh. Đầu người nói, chúc mừng, cậu đã hoàn thành ải thứ 5, có thể đi rồi. Ngô Bình hỏi đầu người, không phải mỗi ải đều có giải thưởng sao? Đầu người, những ngôi sao đó đều là phần thưởng, còn thứ gì quý giá hơn chúng sao? Ngô Bình bật cười, nói cũng phải, xin cáo từ. Nói rồi anh dẫn 6 cô gái rời khỏi thế giới này. Ngay sau đó họ quay về chỗ vào đại hội người mới. Họ đã ở bên trong rất lâu, nhưng bên ngoài mới chỉ mấy tiếng trôi qua.
Khi họ ra ngoài cổng thì người bên trong vẫn chưa ra. Bên ngoài có rất nhiều đệ tử và trưởng lão của Ngũ Đế Môn và cả những người nhà của người mới đang đợi tin tức. Thấy Ngô Bình ra, mấy người nhà đều nở nụ cười. Có người nói, thấy chưa, người đi ra sớm thế này đều là kẻ bị loại đầu tiên. Ôi, người này không phải được xưng là giỏi nhất trong số người mới sao? Hình như tên là Lý Huyền Bình, sao cậu ta nhận thua nhanh thế? Lúc đám người đang bàn tán xôn xao, đại trưởng lão xuất hiện. Trưởng lão quan sát Ngô Bình, nói, Lý Huyền Bình, cậu. Ngô Bình không muốn khiến mọi người quá kinh hãi, lạnh nhạt nói, đại trưởng lão, tôi qua được ải thứ hai. Anh vừa dứt lời, mọi người đều chấn động. Cái gì, đột phá ải thứ hai? Không thể nào, có người kêu lên. Một phụ huynh của người mới hỏi, cậu nói cậu đã qua ải thứ hai, có chứng cứ sao? Ngô Bình lạnh nhạt hỏi, ông muốn chứng minh sao? Đại trưởng lão vội vàng cười nói, Lý Huyền Bình, cậu không có bằng chứng cũng không sao, cậu có tư chất xuất sắc, tôi tin tưởng cậu. Đương nhiên, nếu cậu có bằng chứng là tốt nhất, ví dụ như phần thưởng cậu nhận được ở ải thứ hai. Ngô Bình, cấp thứ hai là thánh tượng quan, để tôi lấy ra một vài thứ. Vừa nói anh vừa vung tay, 10 bức tượng xuất hiện. Mặc dù những bức tượng này không phải là bức tượng cốt lõi, nhưng chúng đều ẩn chứa một luồng khí thần bí nào đó. Nhìn thấy bức tượng, hai mắt đại trưởng lão sáng lên, vô cùng vui mừng nói, ải thứ hai. Tuyệt quá, ta tuyên bố Lý Huyền Bắc là người đứng đầu đại hội người mới. Đợi đã. Lúc này một nhóm người đi ra khỏi cửa, bọn họ là những người mới tham gia đại hội người mới lần này. Một người trong đó vung tay lên, ném ra mấy pho tượng. Sau đó lớn tiếng nói, tôi cũng đi vào thánh tượng quan. Nhìn thấy người này, có người quen biết kinh ngạc kêu lên, hắn là thiên tài chỉ đứng sau Lý Huyền Bình trong số người mới, không ngờ hắn có thể tiến vào thánh tượng quan. Đại trưởng lão càng vui vẻ, cười hỏi, rất tốt. Cậu vượt qua ải thứ hai sao? Người này thản nhiên nói, đại trưởng lão, tất nhiên là tôi thất bại. Nhưng người này cũng không thể nào thông qua. Mọi người đều nhìn Ngô Bội, muốn nghe anh nói kiểu gì. Đại trưởng lão cũng nói, Lý Huyền Bình, phần thưởng của cậu ở ải thứ hai là gì? Ngô Bình khẽ mỉm cười, 12 phù văn tiên thiên xuất hiện sau lưng anh, mỗi cái đều ẩn chứa một luồng khí kinh thiên động địa. Anh nói, đại trưởng lão, phần thưởng là 12 tấm phù văn thiên đạo, tôi đã luyện chế chúng. Nhìn thấy 12 phù văn này, người mới kia sắc mặt tái nhợt, hắn ngã quỵ trên mặt đất. Lẩm bẩm nói, không thể nào, cậu không thể qua được. Hắn đã trải qua ải thứ hai, biết nó khó đến mức nào, làm sao kẻ kia có thể vượt qua. Đại trưởng lão cười lớn, Huyền Bình, theo tôi đi gặp môn chủ để hận thưởng. Phần thưởng cho vị trí đầu tiên là 1 tỷ đồng tử tinh, 1 thần binh thiên phẩm và 1 linh thuật thiên phẩm, khá hậu hĩnh. Ngô Bình bảo 6 cô gái trở lại khu nhà của mình trước. Sau đó một mình đến gặp môn chủ để nhận phần thưởng. Môn chủ rất vui mừng và phong anh làm đệ tử đệ nhất của Ngũ Đế Môn. Danh hiệu đệ tử đệ nhất xưa nay chưa từng xuất hiện, địa vị của nó vượt xa tất cả đệ tử. Tuy nhiên, Ngô Bình không nói chuyện gì đã xảy ra sau khi vượt qua ải thứ hai, anh cũng không đề cập đến việc anh đã bước vào cảnh giới thiên đế. Tiếp theo anh chỉ muốn yên ổn tu luyện, mau chóng kết thúc kiếp đại thánh, trở về thế giới nguyên bản. Anh trở lại khu nhà của mình, vô số đệ tử và trưởng lão đến gặp anh nhưng Ngô Bình đều từ chối họ, anh muốn tu luyện nên không có thời gian để gặp những người này. 4 người đẹp được giải cứu cũng đã ổn định chỗ ở, hiện là thị nữ của Ngô Bình. Những cái tên trước đó đã bị loại bỏ và họ được đặt tên là Xuân Tinh, Hạ Lộ, Thu Sương, Đông Tuyết. Việc lựa chọn 4 cái tên này có liên quan đến thể chất của 4 cô gái. Ngô Bình phát hiện ra rằng cơ thể họ chứa đựng sức mạnh của 4 mùa tương ứng, đây cũng là lý do tại sao Vu Yêu muốn kiểm soát họ, mục đích là để đánh cắp sức mạnh của họ và nâng cao tu vi và sức mạnh của mình. Ina, sư huynh, giờ anh đã ở cảnh giới thiên đế, không cần ở lại Ngũ Đế Môn còn con này nữa. Ngô Bình nói, nơi nào cũng thế, ít nhất nơi này có môi trường tu luyện rất tốt, kế tiếp tôi sẽ nhanh chóng đột phá mấy cảnh giới tiếp theo. Sau đó tấn thăng đến cảnh giới lớn thứ 5. Xuân Tinh nói, công tử, cảnh giới lớn thứ 5 tên là Vô Thiên.
Ngô Bình, vô thiên sao? Vô pháp vô thiên, cái này rất thích hợp. Đông Tuyết, công tử nhất định có thể đi hết con đường thiên đế, trở thành thiên đế, bước vào cảnh giới vô thiên. Ngô Bình, nếu tôi trở thành thiên đế, tôi có thể mang một số người rời khỏi đây. Các cô có sẵn sàng đi theo tôi không? 6 cô gái nhìn nhau và nói, chúng tôi sẵn sàng. Ngô Bình cười nói, không biết sau khi trở lại thế giới của chúng ta, sức mạnh mà tôi tu luyện ở đây sẽ còn lại bao nhiêu? Thu Sương nói, nghe nói sau khi rời đi thì thành tựu tu luyện nơi đây sẽ chuyển hóa thành tiềm năng, ẩn sâu trong linh hồn, sẽ nâng cao tư chất rất nhiều. Ngô Bình, nói cách khác, trình độ tu luyện này không mang đi được, nhưng năng khiếu và tiềm năng đã được cải thiện. An Điệp Y nói, sư huynh, điều này cũng rất tốt, dù sao thế giới chúng ta ở khác với nơi này, sau khi trở về, tu vi sư huynh nhất định sẽ tăng vọt, đạt tới cảnh giới cao hơn. Ina, thật ra với thực lực của sư huynh bây giờ thì cũng đã có thể rời khỏi nơi này. Ngô Bình, nếu chúng ta đã ở đây, tại sao không tiến xa hơn? Tôi đã quyết định sẽ đột phá cảnh giới thiên đế, cho dù mất đi tu vi thì cũng sẽ không mất đi tâm cảnh của thiên đế. Ina cười nói, đúng vậy. Sau đó, Ngô Bình bắt tay vào đột phá cảnh giới nhỏ thứ hai của cảnh giới thiên đế, cảnh giới thiên đồ. Cảnh giới thiên đồ đúng như tên gọi, đó là nhân danh trời đất để tàn sát đối thủ. Đây thực sự là một thủ đoạn mượn sức mạnh của trời. Nhưng mà lúc này Ngô Bình lại một lần nữa cảm nhận được ác ý của trời đất, dù sao anh vừa mới bước vào cảnh giới thiên đế, mới đi trên con đường thiên đế mà vẫn chưa phải là thiên đế. Nếu không phải là thiên đế thì thế giới này sẽ mãi mãi đối đầu với anh, lúc nào cũng muốn tiêu diệt anh. Nhưng Ngô Bình cũng đã có kế sách ứng phó. Anh cầm kiếm thiên đế, dùng nó để chống lại ác ý của trời đất, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của anh. Anh cầm kiếm thiên đế trong tay, khí tức thiên đế tràn ngập toàn thân. Thiên đế là hóa thân của ý chí trời đất, có thể thay trời hành đạo, cho nên những định ý của trời đất trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngô Bình mỗi ngày đều nỗ lực, nửa tháng sau anh cuối cùng cũng bước vào cảnh giới thiên đồ. Lúc này anh có thể kích phát ý chí của trời đất, truyền ác ý vào người kẻ địch, khiến kẻ địch mất đi sức chiến đấu ngay lập tức. Đồng thời, bí thuật và chiêu thức của anh cũng ẩn chứa ác ý của trời đất, khiến sức sát thương tăng lên rất nhiều. Sau khi tấn thăng cảnh giới thiên đồ 2 ngày, môn chủ Ngũ Đế môn phái đại trưởng lão tới. Ngô Bình đi ra nghênh đón, cười nói, đại trưởng lão tìm tôi có việc gì? Đại trưởng lão cười nói, Huyền Bình, cậu biết đại hội thiên kiêu 10 năm tổ chức một lần không? Ngô Bình lắc đầu, tôi chưa từng nghe nói. Đại trưởng lão, trong phạm vi ảnh hưởng của nhân tộc có rất nhiều thế lực lớn, Ngũ Đế môn mặc dù cũng rất mạnh nhưng cũng không phải lực lượng nòng cốt. Tuy nhiên nhân tộc coi trọng thế hệ trẻ nhất, chỉ cần đệ tử trong môn phái có thể tiến vào đại hội thiên kiêu và đứng thứ nhất, môn phái của người đó sẽ trực tiếp thăng cấp lên thế lực quyết sách của nhân tộc. Ngô Bội hỏi, thế lực quyết sách là cái gì? Đại trưởng lão, nhân tộc có 5 thế lực quyết sách, đã nhiều năm không đổi chủ, 5 thế lực lớn này nắm giữ quyền lên tiếng của nhân tộc, bọn họ có thể lấy được nhiều tài nguyên tốt nhất, chiêu mộ những đệ tử tài năng nhất. Ngoài ra, pháp luật, tiền tệ và phạm vi ảnh hưởng của nhân tộc cũng được quyết định bởi 5 thế lực quyết sách lớn. Ngô Bình, nếu tôi giành được vị trí đầu tiên, Ngũ Đế môn sẽ trở thành một lực lượng quyết sách sao? Đại trưởng lão cười nói, đúng vậy. Tuy rằng nghe hơi nực cười, nhưng sự thật là như vậy, chuyện tương tự đã xảy ra rất nhiều lần, 5 thế lực quyết sách lớn lần nào cũng tuân theo quy định. Ngô Bình, nhưng theo cách này, một thế lực sẽ phải rút khỏi cấp ra thế lực quyết sách. Đại trưởng lão, đúng vậy. Trong lịch sử từng có rất nhiều thế lực quyết định rút lui, những gia tộc này thông thường gọi là gia tộc lớn, hiện tại nhân tộc có hơn 10 gia tộc lớn, tuy rằng thực lực không mạnh bằng 5 thế lực quyết sách lớn, nhưng họ vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Ngô Bình, thực lực của thế lực quyết sách lớn như thế nào? Ý tôi là các cao thủ hàng đầu của các thế lực đó có cảnh giới gì? Đại trưởng lão, trong thế lực quyết sách nhất định phải có cường giả thiên đế chấn giữ. Tuy nhiên, lực lượng mạnh mẽ thực sự của các thế lực quyết sách không phải những cao thủ thiên đế đó, mà là căn cơ tích lũy qua vô số năm. Họ có những đại trận, binh khí và pháp chú có thể chém giết cường giả thiên đế.
Ngô Bình hỏi, vị trí thứ nhất trong Đại hội Thiên Kiêu có phần thưởng nào không? Đại trưởng lão cười nói, đương nhiên là có. Vị trí thứ nhất trong Đại hội Thiên Kiêu có thể vào động nhân cực để lĩnh ngộ, nhận được phần thưởng 500 tỷ tiền tử tinh, có danh hiệu thiên hạ đệ nhất công tử. Tất cả mỹ nhân sẽ ngưỡng mộ đến đây, hy vọng có thể đi theo thiên hạ đệ nhất công tử. Ông ta nói tiếp, đương nhiên nếu cậu trở thành đệ nhất công tử thì tất nhiên sẽ trở thành môn chủ ngũ đế môn đời tiếp theo. Ngô Bình, ồ, tôi sẽ làm môn chủ đời tiếp theo sao? Đại trưởng lão, thực ra hiện tại môn chủ muốn bế quan tu luyện, nếu như thực lực của cậu đạt tới cảnh giới thiên đế, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp quản ngũ đế môn. Ngô Bình cảm thấy phần thưởng này khá lớn, liền hỏi, khi nào thì tham gia? 7 ngày sau, đại trưởng lão nói, môn chủ bảo tôi hỏi xem cậu thấy thế nào, nếu như cậu tham gia thì chúng ta lập tức đăng ký, sau đó tôi và môn chủ sẽ đi cùng cậu đến tham gia Đại hội Thiên Kiêu. Ngô Bình gật đầu, được, tôi sẽ tham gia. Đại trưởng lão cười nói, được, giờ tôi sẽ đi báo môn chủ. Sau khi đại trưởng lão rời đi, Ina mới nói, ngũ đế môn hiện tại chẳng có ý nghĩa gì đối với sư huynh, hơn nữa sau này sư huynh nhất định sẽ rời đi nơi này, cho nên không cần dính líu quá nhiều đến bọn họ. Ngô Bình, đúng vậy, nhưng phần thưởng cho vị trí đứng đầu trong Đại hội Thiên Kiêu có chút thú vị, tôi muốn thử một lần. An Điệp Y, sư huynh muốn tham gia cũng được, nhưng không nhất định phải tham gia với tư cách đệ tử ngũ đế môn. Ngô Bội nhìn cô, Điệp Y, sao cô lại nói vậy? An Điệp Y, sư huynh, tin tức anh vượt qua ải thứ hai có lẽ đã sớm truyền ra, hiện tại hẳn là có rất nhiều thế lực mạnh muốn nghe ngóng tin tức của sư huynh. Nếu không có gì bất ngờ thì trước Đại hội Thiên Kiêu bọn họ nhất định sẽ tìm được biện pháp liên lạc với sư huynh. Sau khi nghe điều này, Ngô Bình cười và nói, họ liên lạc với tôi để làm gì? Bảo tôi gia nhập thế lực của họ sao? An Điệp Y gật đầu, nhất định là thế. Tư chất sư huynh tốt như vậy, bọn họ đương nhiên không muốn anh tham gia Đại hội Thiên Kiêu. Nếu sư huynh giành được vị trí thứ nhất trong Đại hội Thiên Kiêu, một trong năm thế lực quyết sách lớn sẽ phải rút khỏi tầng lớp quyết sách. Ngô Bình, cho nên một khi tìm được người có tư chất tốt, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp chiêu mộ. An Điệp Y nói, đúng vậy, mỗi lần Đại hội Thiên Kiêu đều xảy ra chuyện tương tự, tu sĩ trong thiên hạ ai có thể bỏ qua lời mời của thế lực quyết sách. Dù sao thế lực quyết sách cũng mạnh hơn, khi đến với bọn họ, những thiên tài này có thể thu được gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần tài nguyên mà môn phái ban đầu của họ đưa cho. Ngô Bình khẽ mỉm cười, nói tôi là người quyết định bước vào cảnh giới vô thiên. Sao có thể quan tâm đến thế lực quyết sách còn con? Nếu có người muốn chiêu mộ tôi trong những ngày này, các cô hãy từ chối giúp tôi. Cùng lúc đó, đại trưởng lão tổ chức một cuộc gặp mặt với những trưởng lão còn lại và môn chủ ngũ đế môn trong đại điện ngũ đế. Đại trưởng lão, môn chủ, Lý Huyền Bình đã đồng ý tham dự Đại hội Thiên Kiêu. Vừa dứt lời, vẻ mặt mọi người rất phức tạp, một trưởng lão thở dài. Nói, không biết cuối cùng cậu ta có bằng lòng ở lại không? Một trưởng lão khác nói, tôi cũng lo lắng thế. 130 năm trước, có một thiên tài cũng xuất hiện ở ngũ đế môn chúng ta, nhưng ngay ngày đầu tiên của Đại hội Thiên Kiêu đã quyết định gia nhập năm thế lực quyết sách lớn, khiến ngũ đế môn trở thành một trò cười. Môn chủ ngũ đế môn mặt không biểu cảm, ông ta nói, ta tin Lý Huyền Bình nhất định sẽ không phản bội chúng ta. Tuy nói thế nhưng ông ta vẫn hỏi đại trưởng lão, theo quan sát của ông thì Lý Huyền Bình là người thế nào? Đại trưởng lão suy nghĩ một lúc, nói, khi nói chuyện với cậu ta, nhìn quan sát của cậu ta thì có vẻ rất hứng thú với Đại hội Thiên Kiêu. Nhưng lúc tôi nói đến năm thế lực quyết sách lớn, cậu ta hình như không đồng tình, thậm chí. Thậm chí gì, mọi người đồng thanh hỏi. Thậm chí còn hơi khinh miệt. Mọi người nhìn nhau. Hơi xứng ra coi thường năm thế lực quyết sách lớn sao. Môn chủ ngũ đế môn ho khẽ, nói, đại trưởng lão, Lý Huyền Bình có nói gì nữa không? Đại trưởng lão nói, thưa môn chủ, cậu ta không nói gì thêm. Nhưng tôi có cảm giác nếu có thế lực lôi kéo cậu ta thì cậu ta sẽ từ chối. Môn chủ, ô, sao lại nói thế? Đại trưởng lão, vì tôi thấy dù là ngũ đế môn hay là năm thế lực quyết sách lớn thì Lý Huyền Bình đều chẳng coi ra gì. Nghe thế đám người đều sững sờ,
sau đó đều tức giận. Tên Lý Huyền Bình này chẳng ra thể thống gì, coi thường ngũ đế môn sao? Đại trưởng lão lắc đầu, không phải là cậu ta coi thường ngũ đế môn mà là coi thường tất cả môn phái, bao gồm năm thế lực quyết sách lớn. Môn chủ, đại trưởng lão, ông thấy điều gì khiến cậu ta kiêu ngạo như vậy? Đại trưởng lão cười nói, môn chủ và các trưởng lão không cảm nhận được sao? Cảm nhận cái gì, có trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão, thực lực của Lý Huyền Bình đã trở nên khó lường, tôi thậm chí nhìn không ra cậu ta là cảnh giới gì. Tất cả mọi người giật mình, sau khi cẩn thận nghĩ lại thì quả nhiên là như vậy. Khi đó bọn họ đều chìm đắm trong chấn động khi Lý Huyền Bình vượt qua ải thứ hai, không để ý tới những chuyện khác. Hơn nữa, 12 phù văn do Lý Huyền Bình phóng ra quá mạnh nên họ không thể chú ý đến những phương diện khác. Đại trưởng lão, ý của ông là thực lực của Lý Huyền Bình đã rất cao rồi. Vậy ông cảm thấy hiện tại cậu ta ở cảnh giới nào? Đại trưởng lão, khó nói, có thể là cảnh giới vĩnh thần, cũng có thể là cực áo, thậm chí đạt tới thiên đế. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng môn chủ hiện tại cũng chỉ là cảnh giới cực áo trung kỳ mà thôi. Môn chủ trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu là như vậy, chúng ta đã quá thờ ơ với cậu ta. Đại trưởng lão, không hẳn, tôi luôn cảm thấy Lý Huyền Bình không để ý chúng ta có coi trọng cậu ta hay không, tâm tư của cậu ta căn bản không đặt ở chỗ này. Môn chủ lập tức hiểu, tâm tư cậu ta không đặt ở đây, chứng tỏ cậu ta muốn trở về. Đại trưởng lão gật đầu, đúng vậy, cậu ta chính là đời đầu muốn trở về. Môn chủ, nếu như giờ cậu ta tu vi đủ cao thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Đại trưởng lão, nhưng cậu ta lại không, nói cách khác cậu ta muốn tiến thêm một bước, nhân cơ hội tới nơi này nâng cao trình độ bản thân, đặt nền tảng tu luyện sau này. Môn chủ im lặng một lúc rồi nói, truyền lệnh của ta để thăng cho Lý Huyền Bình làm phó môn chủ. Một khi cậu ta giành được vị trí đứng đầu trong đại hội thiên kiêu, ta sẽ lập tức truyền lại vị trí môn chủ cho cậu ta. Đại trưởng lão vội vàng nói, môn chủ, không được. Nếu chí hướng của Lý Huyền Bình không ở đây, chúng ta cũng không cần dùng những thứ này để lôi kéo cậu ta. Môn chủ nhíu mày, không dùng những thủ đoạn này thì dùng cái gì? Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, không cần làm gì, cho cậu ta sự kính trọng và không gian riêng tư. Cho dù chúng ta phải làm chuyện gì cũng không cần cho cậu ta biết, chỉ cần giảm bớt phiền toái cho cậu ta là được. Môn chủ lập tức hiểu ý đại trưởng lão, ông ta liên tục gật đầu, đại trưởng lão suy tính chu đáo thật, được rồi, chuyện này chúng ta cứ làm thế đi. Quả nhiên mấy ngày sau, rất nhiều thế lực lớn phái người đi liên lạc với Ngô Bình nhưng đều bị Y Na từ chối, anh mỗi ngày chỉ ở trong viện chuyên tâm tu luyện. Sau cảnh giới thiên đồ chính là cảnh giới thiên tử. Năm đó Ngô Bình từng có được lời chúc phúc của thiên tử thượng cổ, cũng biết được bản lĩnh của thiên tử thượng cổ. Sau này khi tu luyện anh cũng nhiều lần tiếp xúc, thế nên đối với anh cảnh giới này rất dễ dàng. Ngày thứ năm anh đã thành công đột phá, bước vào cảnh giới thiên tử. Cảnh giới thiên tử cũng giống như đứa con của trời, cảnh giới này rất ít bị ác ý của trời đất áp chế. Lần đột phá này có ý nghĩa rất lớn, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của anh. Sau khi Ngô Bình đột phá và củng cố một chút thì đã đến ngày mà Đại hội Thiên Kiêu bắt đầu. Vào ngày này, môn chủ Ngũ Đế Môn, đại trưởng lão và hàng chục thành viên quan trọng khác của Ngũ Đế Môn đã đi cùng Ngô Bình và 6 cô gái tham gia đại hội. Đại hội Thiên Kiêu được tổ chức trên một ngọn núi lơ lửng trên bầu trời. Ngọn núi này vô cùng rộng lớn, trên đó có một quảng trường khổng lồ, bao quanh bởi hàng trăm ngọn núi. Giờ phút này, các thế lực tham gia đại hội đều chiếm đóng một ngọn núi, chờ đợi đại hội bắt đầu. Người của Ngũ Đế Môn lựa chọn một ngọn núi, những ngọn núi này vốn định để cho các thế lực đến tham dự đại hội tùy ý sử dụng. Trên đỉnh đã xây nhà vườn, rất tiện lợi. Sau khi đáp xuống, môn chủ để lại khu lớn nhất cho mấy người Ngô Bình, ông ta đến sống trong khu nhỏ hơn. Điều này có thể thấy rằng trong lòng ông ta rất coi trọng Ngô Bình. Xuân Tinh đã chuẩn bị một bộ quần áo mới cho Ngô Bình, giờ anh đang mặc chiếc áo choàng màu xanh nhạt, có chất liệu tốt, sang trọng và trầm ổn, Ngô Bình có thể thể hiện khí chất phi thường của mình khi mặc chúng. Hạ Lộ pha trà cho Ngô Bình,
còn mang một ít hoa cỏ ra bố trí ngoài sân. Đặc biệt là có một số loài hoa và cây cỏ quý hiếm, có mùi thơm dễ chịu, là giống tốt nhất trong Ngũ Đế Môn. Ina đọc kinh cho Ngô Bình, Ngô Bình vừa uống trà vừa nghe đọc kinh, trong lúc đó Thu Sương và Đông Tuyết xoa bóp cho anh. An Điệp Y vào bếp sau chuẩn bị đồ ăn, Ngô Bình mang theo rất nhiều nguyên liệu quý từ Nam Ải ra, có thể dùng để nấu ăn. Ngoài cửa có mấy đệ tử đi qua, trên mặt lộ ra vẻ ghen tị, họ đều cảm thấy Ngô Bình đáng lẽ không nên được hưởng phúc như vậy. Không phải mới đột phá ải thứ hai sao? Có gì to tát chứ? Hắn còn ở khu to hơn cả môn chủ, hừ, đúng là vô lý. Ghen tị cũng vô ích, ai bảo người ta mạnh hơn chứ? Anh không biết sao, năm thế lực quyết sách lớn đều đã cố gắng chiêu mộ Lý Huyền Bình, nhưng hắn không đi. Nếu là anh sẽ như thế nào? Có thể kiên trì như vậy không? Người nói Ngô Bình không có gì giỏi giang trước đó lập tức câm miệng. Trong thâm tâm hắn biết rằng nếu năm thế lực quyết sách lớn tiếp cận hắn, hắn nhất định sẽ gia nhập họ mà không hề do dự. Dù sao Ngũ Đế Môn tuy rằng mạnh nhưng vẫn kém xa năm thế lực quyết sách lớn. Xưa nay con người luôn hướng về nơi cao hơn. Hắn không đi chứng tỏ hắn ngu ngốc, có người châm chọc. Một người khác cười lạnh, hắn ngu xuẩn. Ai không mù cũng có thể nhìn ra hiện tại thái độ của môn chủ đối với hắn như thế nào. Thà làm vua sứ mù còn hơn làm thằng chột chỗ sáng. Những người gia nhập năm thế lực quyết sách lớn đều không được tín nhiệm, thành tựu cuối cùng của họ rất bình thường, thường sau vài năm sẽ biến mất trước mặt mọi người, không còn ngạo khí trời cho nữa. Đúng vậy, môn chủ còn cho hắn khu ở tốt nhất, sau này môn chủ nhất định sẽ truyền lại ngôi vị cho Lý Huyền Bình. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, có người nghi hoặc, có người lạnh lùng bàng quan. Những điều này đều chẳng quan trọng đối với Ngô Bình, anh nghe kinh uống trà, nửa tỉnh nửa mơ. Xuân Tinh hỏi, công tử, người đang nghĩ gì vậy? Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi đang suy nghĩ về những thay đổi của thiên thời. Cảnh giới thiên đế, cảnh giới thiên tử, sau đó là cảnh giới thiên thời. Tôi vẫn chưa hiểu thiên thời là gì. Thiên thời hiểu một cách đơn giản chính là thời gian, nhưng thực thế thời không khác nhau thì thời gian cũng khác nhau. Thậm chí trong một không gian to lớn trống rỗng thì thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy thiên thời rốt cuộc là gì? Ở thế giới trước đó anh từng tu luyện Vũ Vương Công. Nhưng công pháp này chỉ trên cơ sở một không gian nào đó mới hình thành thời gian. Nhưng thiên thời có thể dùng ở bất cứ ngóc ngách nào của vũ trụ. Xuân Tinh mỉm cười. Nói công tử, sức mạnh trong cơ thể bốn người chúng tôi không phải chính là sức mạnh bốn mùa sao? Bốn mùa không phải cũng là một biểu hiện của thiên thời sao? Ngô Bình cười nói, không sai, sức mạnh trong cơ thể các cô chính là sức mạnh bốn mùa, cũng tính là thiên thời. Hạ Lộ, vậy thì dễ rồi, chúng ta giao sức mạnh cho công tử là công tử có thể lĩnh ngộ. Đông Tuyết, thực ra tên Vu Yêu kia không hiểu rõ sức mạnh trong cơ thể chúng ta có thể đưa cho người khác. Nhưng có hai điều kiện, một là chúng ta thực sự bằng lòng, hai là lúc đưa sức mạnh hai bên phải làm, đại lễ, giữa nam nữ. Ngô Bình hơi bất ngờ, còn có việc này sao? Thu Sương, công tử, chúng tôi là người hầu của người, cơ thể và trái tim đều là của người, mong công tử hãy tác thành cho tâm ý của chúng tôi. Ngô Bình mở to mắt. Lạnh nhạt nói, nếu đã như thế thì tôi không khách sáo nữa. Thế là năm người đi vào phòng và đóng cửa lại. Ina và An Điệp Y tâm trạng rối bời, nhưng cũng chỉ có thể đứng trông ngoài cửa để đề phòng người khác quấy rầy chuyện tốt của Ngô Bình. Bốn cô gái dùng cách nguyên thủy nhất để truyền sức mạnh của bốn mùa trong cơ thể họ cho Ngô Bình. Khi bốn loại sức mạnh lần lượt tiến vào cơ thể anh sẽ dễ dàng lĩnh thiên thời hơn. Vài giờ trôi qua. Thời gian xung quanh đột nhiên dừng lại, mọi người đứng yên và thế giới chìm trong im lặng. Anh đi ra khỏi phòng, búng ngón tay phải, thời gian lại tiếp tục trôi, anh đã đột phá cảnh giới thiên thời. Cảnh giới thiên thời có thể khống chế thời gian, có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua trong một khu vực, nhưng bản thân anh thì không bị ảnh hưởng. Anh đi tới một cái cây, dùng tay phải vuốt ve thân cây. Cái cây này lớn lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã trở thành một đại thụ cao ngất. Khi anh chạm vào thân cây, thời gian của cây đã thay đổi, bên ngoài mới trôi qua mấy chục giây mà cây đã trải qua hàng trăm năm. Ngô Bình không chỉ có thể tăng tốc thời gian mà còn có thể đảo ngược thời gian,
có thể tùy ý thay đổi một khoảng thời gian bất kỳ trong dòng chảy thời gian. Đương nhiên, năng lực này cũng không phải vô hạn, biến hóa càng nhiều, phạm vi càng lớn thì anh tiêu hao càng nhiều năng lượng. Khi Ngô Bình đang vui vẻ thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng ồn ào, có người mắng anh, trong đó có giọng nói của đại trưởng lão. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, vừa bước một bước đã bay giữa không trung. Anh thấy một đám tu sĩ đứng ở trên tầng mây, cầm đầu là một ông già. Ông ta lạnh lùng nói, Ngũ Đế Môn là cái thá gì, lập tức rời đi ngọn núi này, nếu không Thiên Tuyệt Tông chúng ta sẽ không khách sáo. Giờ phút này, môn chủ Ngũ Đế Môn không thích hợp xuất hiện. Đại trưởng lão trừng mắt nhìn ông ta một cái, nói, Ngũ Đế Môn chúng tôi tìm được ngọn núi này trước, Thiên Tuyệt Tông các người đến đây tranh giành đúng là không nói lý. Ông già cười quái dị, không nói lý. Trên đời này chỉ có kẻ yếu mới phải nói lý. Một đệ tử của Ngũ Đế Môn lớn tiếng nói, quy củ nơi này từ trước đến nay là ai chiếm núi trước thì kẻ đó sẽ ở, các người thật quá đáng. Ở đây có chỗ cho kẻ phế vật lên tiếng sao? Phía sau ông già, một đệ tử Thiên Tuyệt Tông cười quái dị, hỏi. Đệ tử Ngũ Đế Môn tức giận nói, người bảo ai vô dụng? Phế vật, ta đương nhiên là nói ngươi, người đó cố ý khiêu khích, làm sao hả, người không phục à? Ta có phải là phế vật hay không, ngươi thử một chút sẽ biết, có gan thì ra đây so tài với ta. Đây chính là điều mà tên đệ tử Thiên Tuyệt Tông muốn, được. Nếu như ngươi thua, người của Ngũ Đế Môn sẽ phải xuống núi. Nghe gã nói như vậy, đệ tử Ngũ Đế Môn có chút do dự, không khỏi nhìn về phía đại trưởng lão cầu cứu. Đại trưởng lão thản nhiên nói, không cần đấu, ngươi không phải đối thủ của gã. Đệ tử vừa kinh ngạc vừa tức giận, đại trưởng lão, dù đệ tử có chết cũng phải kéo gã theo. Đại trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói, lui xuống. Các đệ tử của Thiên Tuyệt Tông đều chế giễu. Ngũ Đế Môn gì chứ? Ta nghĩ nên gọi là Ngũ Chuột Môn đi. Trưởng lão và đệ tử đều nhát như chuột, ha ha. Đúng vậy, các ngươi không có thực lực cũng không có can đảm, có tư cách gì chiếm ngọn núi này. Lập tức cút ra ngoài, nếu không ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Nghe những lời chế giễu và mỉa mai của Thiên Tuyệt Tông, các trưởng lão và đệ tử của Ngũ Đế Môn cảm thấy bất bình, muốn chiến đấu với họ ngay lập tức. Nhưng nếu đại trưởng lão không cho phép, bọn họ không thể tùy tiện hành động. Ngô Bình thấy vậy thì đã hiểu chuyện gì xảy ra, anh đáp xuống trước mặt đại trưởng lão, bình tĩnh nói, những người này là ai vậy, trông đều giống như chó điên. Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng nói, Huyền Bình, bọn họ là Thiên Tuyệt Tông. Người này chính là trưởng lão của Thiên Tuyệt Tông, Âu Bằng, một cường giả thiên đế. Ngô Bình thản nhiên nói, cường giả thiên đế gì chứ, chẳng qua là một tu sĩ cảnh giới tinh thần yếu ớt mà thôi. Cảnh giới nhỏ đầu tiên của thiên đế chính là cảnh giới tinh thần, tiếp theo là cảnh giới thiên đồ và thiên thời, mà Ngô Bình vừa mới bước vào cảnh giới thiên thời. Âu Bằng tức giận nói, người nói chúng ta là chó điên, còn nói ta là tu sĩ tinh thần yếu ớt. Tên nhóc kia, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngô Bình cười lạnh nói, ta nói sai sao? Cảnh giới tinh thần của ông chỉ có danh không có thực, chỉ luyện hóa sức mạnh bên ngoài ngôi sao, hơn nữa mới chỉ luyện hóa 10 ngôi sao, ta nói đúng không? Âu Bằng sửng sốt, làm sao ngươi biết? Ngô Bình, ta cho ông một cơ hội, lập tức dẫn người cút ra ngoài, nếu không ông muốn rời đi cũng không có cơ hội. Âu Bằng cười lạnh, ngươi là thá gì mà dám nói chuyện như vậy với đại trưởng lão? Bùm! Sau lưng Ngô Bình có 3.000 ánh sáng nở rộ, đó là ánh sao do 3.000 ngôi sao mà anh luyện hóa phát hiện ra, mỗi ánh sáng đều đủ để trấn áp Âu Bằng trước mặt anh. Sắc mặt Âu Bằng thay đổi, hai chân ông ta mềm nhũn, ông ta quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, run giọng nói, 3.000 ngôi sao. Sao ngươi có thể làm được? Đây mới là cảnh giới tinh thần. Ngô Bình lạnh nhạt nói, sau đó giơ tay phải lên, một bàn tay to lớn xuất hiện giữa không trung, bao phủ toàn bộ ngọn núi. Tất cả đệ tử của Thiên Tuyệt Tông trên đỉnh núi đều cảm nhận được áp lực kinh khủng, sắc mặt họ rất khó coi quỳ trên mặt đất, người tu vi yếu kém thậm chí hộc máu, trọng thương tại chỗ. Âu Bằng vội vàng nói, tiểu nhân đã đắc tội thiên đế, tội đáng chết, xin người tha mạng. Ngô Bình lạnh nhạt nói, cắt lưỡi những đệ tử vừa lên tiếng châm chọc đi.
Âu Bằng ngay lập tức ra lệnh cho một số trưởng lão giữ chặt những đệ tử đã nói trước đó và cắt lưỡi từng người một. Thấy những người kia kêu gào thảm thiết, Ngô Bình lạnh lùng nói, cút đi, nếu có lần sau thì đánh tàn phế hết. Âu Bằng không dám hó hé, lập tức dẫn người chạy trốn khỏi đỉnh núi, chỉ sợ đi chậm là Ngô Bình sẽ bắt lại. Đệ tử Ngũ Đế Môn vốn đang uất nghẹn, giờ lại được chút giận nên vô cùng sảng khoái. Ánh mắt họ nhìn Ngô Bình như đang nhìn một anh hùng. Đại trưởng lão kinh ngạc hỏi anh, Huyền Bình, chẳng lẽ cậu đã vượt qua cảnh giới tinh thần? Ngô Bình không giấu nữa, nói, không giấu đại trưởng lão, tôi đã đột phá cảnh giới thiên thời. Đại trưởng lão kinh ngạc tới nỗi biến sắc, lẩm bẩm cảnh giới thiên thời, cảnh giới thiên thời. Môn chủ Ngũ Đế Môn cũng đi ra, nói, Huyền Bình, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Trong phòng có ba người, Ngô Bình, môn chủ Ngũ Đế Môn và đại trưởng lão. Môn chủ nhìn Ngô Bình, cười tươi nói, Huyền Bình, không ngờ cậu đã đến cảnh giới thiên thời, hơn nữa còn là bậc đại năng thiên thời. Ngô Bình, mục tiêu của tôi là cảnh giới vô thiên, giờ còn kém xa. Môn chủ, Huyền Bình có lý tưởng cao cả, chúng tôi hy vọng cậu có thể thành công. Cậu đến đây cũng chẳng bao lâu đã thành cường giả thiên thời. Tương lai rất có thể sẽ bước vào cảnh giới vô pháp. Đến lúc đó cậu sẽ là một trong những người mạnh nhất. Ngô Bình, môn chủ, ở đây có mấy vị cường giả vô pháp? Môn chủ, theo tôi biết thì những người đạt đến vô pháp đều đã rời đi. Nhưng ở đây còn có một số người vẫn chưa đạt đến cảnh giới vô pháp, nhưng thực lực đã có thể sánh ngang với cường giả vô pháp. Ngô Bình, họ không phải con người sao? Môn chủ gật đầu. Họ đều là cường giả trời sinh, dù không tu luyện cũng có thực lực thiên đế. Nếu họ tu luyện thì thực lực càng mạnh hơn. Ngô Bình gật đầu, giờ tôi sẽ tham gia đại hội thiên kiêu trước, sau đó sẽ lần lượt đi thăm cường giả các tộc. Môn chủ, Huyền Bình, với thực lực bây giờ của cậu thì nhất định có thể trở thành điện quyết sách của nhân tộc, trở thành một trong năm người quyết sách. Ngô Bình, năm người quyết sách đến từ năm thế lực quyết sách lớn sao? Đúng vậy, Huyền Bình, nếu tại Đại hội Thiên Kiêu lần này cậu chiếm được vị trí thứ nhất, Ngũ Đế Môn chính là thế lực quyết sách mới. Ngô Bình cười hỏi, trở thành người quyết sách thì tôi được lợi gì? Môn chủ mỉm cười nói, khi đó cậu sẽ là môn chủ mới của Ngũ Đế Môn. Với tư cách là người quyết sách, khoảng 1/5 lãnh thổ của nhân tộc sẽ thuộc về Ngũ Đế Môn, và thuộc về cậu. Ngô Bình, năm người quyết sách bây giờ có vi gì? Môn chủ, tu vi hẳn là không mạnh hơn cậu, nhưng... Nhưng sao? Ngô Bình hỏi. Tôi vừa nhận được tin tức, Đại hội Thiên Kiêu lần này có hai người cực kỳ lợi hại, nghe nói thiên phú của họ không hề kém cậu. Ngô Bình, thật sao? Đây là chuyện tốt. Môn chủ khẽ thở dài, là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, hai người này cuối cùng cũng sẽ đối đầu với cậu, đến lúc đó đánh nhau là chuyện khó tránh khỏi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, bọn họ mạnh hơn tôi, thua cũng không sao, mục tiêu của tôi chính là tăng thực lực, sau đó trở về thế giới của tôi. Môn chủ mỉm cười nói, Huyền Bình, cậu nói đúng, không cần lo lắng, cứ dốc toàn lực. Sau khi nói chuyện với môn chủ và đại trưởng lão, Ngô Bình trở lại sân của mình. Ina hỏi, sư huynh, tôi thấy môn chủ gọi anh nói chuyện, ông ta nói cái gì với anh thế? Ngô Bình, chỉ nói là hy vọng rằng tôi sẽ giành được vị trí đứng đầu trong Đại hội Thiên Kiêu và khiến Ngũ Đế Môn trở thành một thế lực quyết sách. Ina khẽ thở dài nói, tôi luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Ngô Bình hơi kinh ngạc, ô, sao vậy? Ina, sư huynh, nếu anh trở thành môn chủ của Ngũ Đế Môn, trở thành một trong năm người quyết sách lớn, điều đó có lợi gì cho ông ta chứ? Ngô Bình, ít nhất tôi sẽ không bạc đãi ông ta. Ina, đây chỉ là suy nghĩ của sư huynh, nhưng môn chủ có thể không nghĩ như vậy, ông ta nhất định cho rằng anh sẽ trừ khử ông ta. Ngô Bình trầm mặc một lát mới nói, tôi cũng không ở lại đây lâu, nếu như tôi đi, ông ta chẳng phải là môn chủ mới sao? Ina lắc đầu, nhưng môn chủ nhất định không nghĩ như vậy. Ông ta sẽ cho rằng lòng người không có giới bạn, chờ sư huynh trở thành người quyết sách, có lẽ anh sẽ không muốn rời khỏi nơi này nữa. Ngô Bình cười nói, Ina, cô cảm thấy môn chủ sẽ làm như thế nào?
Ina nhìn Ubay và nói, tôi không biết, nhưng tôi nghĩ ông ta nhất định sẽ làm gì đó. Ngô Bình cau mày, nếu thật sự như cô nói, mọi việc sẽ hơi khó giải quyết. Ina, đúng vậy. Nội tâm môn chủ chắc chắn rất phức tạp, ông ta hy vọng anh trở thành người đứng đầu đại hội thiên kiêu, nhưng ông ta cũng sợ anh trở thành người đứng đầu. Ngô Bình, những chuyện này cô không cần lo lắng, chỉ cần tôi đủ mạnh thì không sợ thủ đoạn gì nữa. An Điệp Y nói, sư huynh, anh nhất định phải cẩn thận, không thể không cảnh giác lòng người. Ngô Bình, được, tôi sẽ chú ý. Bốn người Xuân Tinh không nói gì, họ đã là người phụ nữ của Ngô Bình. Họ đồng ý với những gì Ngô Bình làm và làm theo những gì anh nói, rất nghe lời. Đợi thêm nửa giờ, giữa quảng trường cực lớn ở giữa đột nhiên vang lên tiếng tù và, âm thanh chấn động 9 tầng trời, 7 tiếng tù và khác nhau lần lượt vang lên. Nghe thấy tiếng tù và, trên mặt Ina lộ ra vẻ căm hận sâu sắc. Ngô Bình nhận thấy biểu hiện của cô ấy liền hỏi, Ina, ai đang phát ra tiếng tù và? Ina! Là tiếng tù và của Thiên Giác Môn. An Điệp Y, Ina, cô có thù với Thiên Giác Môn sao? Ina nói, gia đình tôi đã bị Thiên Giác Môn giết. Để cướp mỏ của gia đình chúng tôi, Thiên Giác Môn đã giết 357 người nhà chúng tôi, không phân già trẻ lớn bé. Tôi sớm muộn gì cũng phải báo thù. Ngô Bình hỏi Ina, bây giờ cô có muốn trả thù không? Ina gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi muốn tự mình báo mối thù này. Ngô Bình gật đầu, tất nhiên cô phải tự tay báo mối thù này, giờ tôi có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của cô, để cô trở thành cao thủ cực áo. Ina sáng mắt lên, sư huynh, tu vi tăng nhanh liệu có không ổn định không? Ngô Bình cười nói, làm sao có thể? Tôi chỉ thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, tu vi của cô cùng hoàn toàn không khác mọi người. Ina vui mừng khôn xiết. Gật đầu thật mạnh, sư huynh, tôi bằng lòng thử. Được. Ngô Bình đưa tay chỉ vào căn phòng bên cạnh, bên trong hình thành một hàng rào thời gian trôi qua bên trong hàng rào nhanh hơn bên ngoài hàng vạn lần. Ina, cô vào phòng tu luyện đi, cần tài nguyên thì tôi cho cô, gặp khó khăn tôi cũng sẽ hướng dẫn cô. Ina gật đầu lia lịa, rồi bước vào phòng không chút do dự. Sau khi vào phòng, Ina không cảm thấy nơi này và bên ngoài có gì khác biệt, cô ấy khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị đột phá lên cảnh giác cao hơn. Lúc này, giọng nói của Ngô Bình vang lên bên tai, hướng dẫn cô ấy luyện tập. Khi cô ấy cần tài nguyên để tu luyện, tài nguyên sẽ xuất hiện bên cạnh cô ấy ngay lập tức. Khi cô ấy bước ra khỏi ngưỡng cửa, ý thức của cô ấy đã ở trong trạng thái mơ hồ. Khi gặp lại Ngô Bình, cô ấy không kìm được ôm chặt lấy anh, vui mừng phát khóc. Ngô Bình vỗ nhẹ vào lưng cô ấy và nói, Ina, cô làm rất tốt, đã lĩnh ngộ được ý nghĩa huyền. Bây giờ kỹ năng áo thuật của cô đã vượt xa các cường giả thiên đế thông thường. Ina, sư huynh, tôi đã tu luyện 15 năm trong đó, nếu không có anh chỉ điểm, cho tôi tài nguyên thì tôi không thể được như bây giờ. Đại ân của sư huynh, Ina cả đời cũng không trả hết. Ngô Bình, cô đừng khách sáo, cô biết không? Bên ngoài mới trôi qua một tiếng 15 phút. Ina thấy không thể tin được, đây chính là bản lĩnh của cảnh giới thiên thời sao. Thần kỳ quá. Ngô Bình, đây chỉ là trò nhỏ thôi, bản lĩnh kỳ diệu hơn sau này tôi sẽ cho cô từ từ cảm nhận. Đã 15 năm, nỗi hận của Ina không giảm đi mà còn mãnh liệt hơn. Cô ấy nói, sư huynh, tôi muốn tìm Thiên Giác Môn báo thù. Ngô Bình gật đầu, được. Tôi đi với cô. Dứt lời hai người bay vụt lên, bay về phía quảng trường. Lúc này trên quảng trường khổng lồ có một đám tu sĩ cầm những tù và màu sắc khác nhau, phát ra âm thanh chấn động trời đất. Thấy đám người này, Ina đanh giọng nói, môn chủ Thiên Giác Môn đâu? Mau ra đây chịu chết. Tất cả đều nhìn Ina, khi thấy cô ấy chỉ là một nữ tu, bên cạnh cũng chỉ có mình Ngô Bình thì đều bật cười. Con đàn bà chui từ đâu ra thế, chán sống á, một người cười sằng sặc, hỏi. Bốp! Ina vung tay, kẻ vừa nói lập tức bay ra cả chục mét, chết ngay tại chỗ. To gan, môn chủ Thiên Giác Môn mà cô dám sỉ nhục như vậy sao, một trưởng lão bay lên trời cao, trong tay cầm một chiếc tù và nhỏ màu xanh lam.
Ina lạnh lùng nói, người của Thiên Giác Môn đều đáng chết. Dứt lời, bàn tay ngọc ngà khẽ cử động, thi triển một loại áo thuật. Ngay lập tức, một lưỡi liềm khổng lồ màu đen xuất hiện, bay cắt ngang tất cả, trưởng lão nọ liền bị chém làm đôi. Bàn tay của trưởng lão vừa chạm đến tù và, còn chưa kịp thổi thì đã bị áo thuật lưỡi liềm tử thần của Ina lấy mạng ngay tại chỗ. Nhìn thấy Ina có năng lực mạnh đến vậy, người của Thiên Giác Môn đều sợ hãi. Lúc này mới ý thức được đối phương thật sự đủ sức giết chết môn chủ của họ. Nói, môn chủ của Thiên Giác Môn đang ở đâu? Ina nhìn chòng chọc vào một tu sĩ thổi tù và. Tu sĩ nọ giật mình, tiếng tù và bỗng thay đổi. Ngay lập tức, một luồng khí tức giết chóc lao về phía Ina, không ngờ nó phát ra từ chính tù và. Ngô Bình phát hiện 7 chiếc tù và này không hề đơn giản. Anh vươn tay chộp lấy. 7 chiếc tù và liền bay vào tay anh một cách không kiểm soát. Quan sát một lúc, anh cười bảo Ina, những chiếc tù và này làm từ sừng của một loài thú dữ nào đó, âm thanh phát ra có thể điều khiển những quy luật trời đất khác nhau, từ đó tạo ra những hiệu ứng khác nhau. Có điều tu vi của đám rác rưởi này quá thấp, ngay cả một phần vạn uy lực của tù và cũng không phát huy nổi. Nói đoạn, anh cầm một chiếc tù và lên thổi, tù và phát ra âm thanh như sấm rền. Trong nháy mắt, những tia sấm sét nổ đầy trời và định đánh xuống những người ở quảng trường. Anh liền vội vàng cất tù và vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám tu sĩ kia đều khiếp sợ, biết mình đã gặp phải người tài giỏi thật sự, liền vội vã quỳ xuống. Tu sĩ nọ lên tiếng, môn chủ đã đi gặp bạn cũ, sẽ về ngay ạ. Lời vừa dứt, một tu sĩ trung niên bay về, trầm giọng hỏi, là ai vừa thổi lôi giác? Ina nhìn tu sĩ trung niên chằm chằm, sát khí lóe lên trong ánh mắt, quát lớn, Tông Như Hải. Ông còn nhớ nhà họ Y đã từng bị ông giết sạch hay không? Tông Như Hải giật mình nhìn sang Ina, ký ức năm xưa ùa về, sắc mặt hơi thay đổi, người nhà họ Y vẫn chưa chết hết ư. Ina cao giọng nói, Tông Như Hải, chết đi. Nói xong, cô ấy phất tay, hàng vạn con bướm kiếm 7 màu bay ra. Những con bướm này có thể phát ra kiếm khí, bay lả tả về phía người của Thiên Giác Môn. Đám tu sĩ của Thiên Giác Môn cả kinh, đồng loạt ra tay chống trả. Nhưng vô ích, sức sát thương của bướm kiếm quá kinh khủng, chuyên phá vỡ các loại phòng ngự. Chỉ trong tích tắc, hàng chục người của Thiên Giác Môn đã chết ngay tại chỗ. Bướm kiếm vừa chạm vào những người này, bọn họ liền bị bóp nghẹt thành vũng máu. Thiên Giác đang ở đâu? Môn chủ Thiên Giác Môn lớn tiếng hỏi. Tu sĩ nọ kêu gào, môn chủ, đệ tử vô dụng, Thiên Giác bị người đó cướp rồi. Tông Như Hải giống lên, hai tay vòng lại, tựa như muốn thi triển linh thuật gì đó. Ông ta là cao thủ cảnh giới vĩnh thần, dù cố gắng thế nào cũng không đủ sức chống lại áo thuật. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, hàng nghìn con bướm kiếm bao quanh Tông Như Hải, chỉ trong chớp mắt đã bóp chết ông ta thành vũng máu. Chết đến mức không thể nào thê thảm hơn nữa. Ina ra tay tàn độc, chỉ trong chốc lát đã giết sạch tu sĩ của Thiên Giác Môn, không chừa một ai. Là kẻ nào giết người ở Đại hội Thiên Kiêu, lúc này, một giọng nói trầm như tiếng sấm vang lên, sau đó một tu sĩ áo vàng mũi cao mặt đen xuất hiện, đôi mắt sáng quắc nhìn Ina chằm chằm. Ina nói, tôi giết kẻ thù, báo thù cho người nhà tôi. Tu sĩ áo vàng cười khẩy. Nơi này có quy tắc, kẻ đả thương hoặc giết người ở quảng trường sẽ bị xử tử hình. Lời vừa dứt, từ hư không xuất hiện một bàn tay phù văn, vươn về phía Ina. Ngô Bình liếc nhìn, lạnh lùng nói, cho vặt vãnh này mà cũng dùng, không thấy mất mặt sao. Nói xong, anh cũng vươn tay ra, bàn tay kim quang giữ lấy bàn tay phù văn rồi kéo mạnh một cái. Trong hư không, một tu sĩ có vóc người cao to bị kéo xuống đất. Nhấc chân đạp lên mặt đối phương, Ngô Bình hỏi, anh là ai? Tu sĩ này là cao thủ cảnh giới tinh thần, nhưng trước mặt Ngô Bình, anh ta bé nhỏ như một con gà con vậy. Lúc này, ánh mắt anh ta ngập tràn sợ hãi, run rẩy nói, không biết cao nhân đang ở đây, đã đắc tội ạ? Tu sĩ áo vàng sợ tái mặt, vội vã chắp tay với Ngô Bình, xin cao nhân tha tội. Ngô Bình vừa chỉ vào Ina vừa hỏi, các người còn muốn xử tử Ina không? Không dám, không dám, hai người vội đáp, trán đẫm mồ hôi lạnh. Ngô Bình gật đầu, thế còn được.
Tu sĩ cảnh giới tinh thần lấy lòng anh, cao nhân đến xem đại hội thiên kiêu sao? Ngô Bình đáp, tôi đến tham gia. Anh ta lập tức ngẩn ra, kẻ mạnh trên tinh thần đến tham gia đại hội thiên kiêu ư? Ngô Bình nhìn anh ta, sao, tôi không được tham gia à? Được, dĩ nhiên là được, anh ta vội vàng nói, chẳng hay cao nhân đại diện cho môn phái nào. Ngũ Đế Môn. Anh ta trầm tư, hóa ra anh là thiên kiêu mới của Ngũ Đế Môn. Chúng tôi chỉ biết anh có tư chất siêu phàm, không ngờ thực lực lại khủng khiếp đến vậy. Ngô Bình bảo, không còn chuyện gì nữa thì các anh lui xuống đi. Cả hai vội khom người lui xuống, Ngô Bình và Ina trở về ngôi viện trên núi. Vừa trở về, anh đã nhìn thấy một bộ giáp được đặt ở viện. Bề mặt áo giáp khắc đầy hoa văn màu vàng, tỏa ra khí tức cực mạnh. Khí tức này thậm chí còn mạnh hơn khí tức của bản thân Ngô Bình, khiến người ta khiếp sợ. Anh hỏi, áo giáp từ đâu ra thế? Đại trưởng lão từ trong phòng bước ra, cười đáp, Huyền Bình, đây là bộ áo giáp do Ngũ Đế hợp sức chế tạo năm xưa. Mặc nó vào, thực lực ít nhất sẽ tăng gấp 3. Nếu có thời gian thì hãy thử hiệu quả xem sao nhé. Ngô Bình nói, đại trưởng lão, vô công bất thụ lộc, món đồ quý giá thế này nên để dành cho đệ tử hữu dụng. Đại trưởng lão cười bảo, môn chủ lo lắng sẽ có thế lực khác mưu hại cậu. Chuẩn bị áo giáp này cho cậu, chúng tôi cũng có thể yên tâm phần nào. Ngô Bình đáp, cũng được, vậy cảm ơn môn chủ. Rồi đại trưởng lão rời đi. Ngô Bình vừa nhìn bộ áo giáp vừa trầm ngâm. Hạ Lộ nói, thưa cậu, tôi cảm thấy không nên mặc bộ giáp này. Ngô Bình cười nói, nhưng nó thật sự là một bộ áo giáp rất tốt. Hạ Lộ bảo, cậu có từng nghĩ đến chuyện, nếu Ngũ Đế Môn có một bộ áo giáp lợi hại đến vậy, vì sao bên ngoài lại không mảy may biết đến? Ngô Bình hỏi, ý cô là bộ áo giáp này có vấn đề? Hạ Lộ đáp, có khả năng là vậy. Ngô Bình nói, có vấn đề hay không, mặc vào mới biết được. Lúc này, môn chủ và đại trưởng lão của Ngũ Đế Môn đang ở viện chờ tin. Vị cao thủ cảnh giới cực áo của Ngũ Đế Môn này hiển nhiên đang rất sốt ruột, khẽ thở dài, đại trưởng lão, việc này là đúng hay sai, bây giờ tôi vẫn chưa thể khẳng định. Đại trưởng lão nghiêm mặt đáp, môn chủ, áo giáp này là báu vật tối thượng của Tương Thiên Môn, tác dụng của nó là đoạt thiên phú của người khác. Có được nó, tư chất và thực lực của Lý Huyền Bình sẽ được chuyển sang người môn chủ. Đến khi ấy, Ngũ Đế Môn sẽ trở thành môn phái hùng mạnh chỉ đứng sau năm thế lực quyết sách lớn. Thậm chí, trong tương lai còn có thể trở thành một trong năm thế lực ấy. Môn chủ Ngũ Đế Môn thở dài, năm thế lực lớn cũng đang sợ Lý Huyền Bình trỗi dậy, nên mới đồng ý cho tôi mượn giáp thập bát hoán thiên. Nếu không thì cả đời tôi cũng chẳng thể có cơ hội này. Đại trưởng lão nói, môn chủ có mạnh đến mấy cũng sẽ không uy hiếp họ. Nhưng Lý Huyền Bình thì khác, cậu ta vừa ra tay đã đánh bại được một cao thủ cảnh giới thiên đế. Với năng lực như vậy, dù là năm thế lực quyết sách cũng thấy đau đầu, không muốn va chạm. Môn đế Ngũ Đế Môn bảo, không biết Lý Huyền Bình có mặc giáp hay không. Advertisement. Đại trưởng lão đáp, nếu tôi là cậu ta, chắc chắn sẽ mặc thử. Hai người đang trò chuyện thì bỗng nghe âm thanh chấn động từ bên ngoài vọng vào. Cổng lớn mở ra, Ngô Bình mặc giáp bước vào trong. Mặc áo giáp vào, khí tức toàn thân của anh rất khủng khiếp, trong hư không xuất hiện 18 vòng xoáy năng lượng, 18 loại năng lượng cực mạnh này không ngừng rót vào giáp, tăng cường uy lực của nó. Nhìn thấy Ngô Bình đã mặc giáp thập bát hoán thiên, môn chủ Ngũ Đế Môn lộ vẻ vui mừng, cười hỏi, Huyền Bình, cảm thấy áo giáp này thế nào? Advertisement. Ngô Bình cười nói, giáp này vô cùng huyền diệu, thực lực của tôi đã tăng ít nhất 3-4 lần. Môn chủ Ngũ Đế Môn gật đầu, tất nhiên rồi, đây là giáp thập bát hoán thiên mà. Nói đoạn, ông ta lấy một tấm thẻ màu đen từ trong người ra, nhẹ nhàng trà sát. Trên tấm thẻ liền lóe lên ngân quang, sau đó Ngô Bình đang mặc áo giáp bỗng thắt cả người lại, cơ thể và ý thức dần dần mất kiểm soát. Anh cả kinh, môn chủ, chuyện gì thế này, tôi không cử động được nữa. Môn chủ Ngũ Đế Môn nhắm mắt lại, khẽ thở dài rồi nói, Ngô Bình, tôi hết cách rồi mới đành làm vậy, cậu đừng trách tôi. Dứt lời, áo giáp phát ra kim quang, còn Ngô Bình mất hết ý thức.
Môn chủ Ngũ Đế Môn đi đến trước bộ giáp, đặt tấm thẻ vào chỗ lõm trên giáp, giáp liền mở ra rồi bọc cả ông ta vào. Lúc này, áo giáp đã chuyển toàn bộ tư chất, tu vi, vận khí của Ngô Bình sang người môn chủ Ngũ Đế Môn. Đồng thời, mọi thứ của môn chủ Ngũ Đế Môn cũng chuyển qua cơ thể Ngô Bình. Cả hai hoán đổi cơ thể và tu vi. Khi môn chủ Ngũ Đế Môn cũng bước vào giáp, đại trưởng lão khẽ thở dài, quay mặt đi. Áo giáp phát hiện luồng sáng, rung lên nhẹ nhẹ. Lúc này, trong giáp đột nhiên vọng ra tiếng kêu thảm thiết của môn chủ Ngũ Đế Môn, không thể nào, sao tôi lại là một con chó. Đại trưởng lão sửng sốt, chó ư. Lúc này, Ngô Bình mới từ cổng lớn bước vào. Nhìn thấy anh, đại trưởng lão cả kinh, Lý Huyền Bình. Người trong giáp không phải cậu, vậy thì là ai? Ngô Bình cười nói, ông không nghe thấy à, là chó. Tôi đã biến con chó thành dáng vẻ của mình, để nó ngụy trang khí tức của tôi, sau đó mặc giáp vào. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, bộ giáp thập bát hoán thiên này có thể hoán đổi tu vi và tư chất của hai người, đúng chứ? Ngã phịch xuống đất, đại trưởng lão lẩm bẩm nói, trời ơi! Chúng tôi đã làm gì thế này? Không lâu sau đó, bộ giáp yên tĩnh lại, vài phút sau mới chậm chậm mở ra. Một con chó lớn lông vàng chạy ra trước. Sau đó là môn chủ Ngũ Đế Môn đã vô cùng yếu ớt. Toàn thân chú chó lông vàng phát ra kim quang lấp lánh, nó không chỉ có trí tuệ mà còn có thực lực của môn chủ Ngũ Đế Môn. Vừa chạy ra, chó lông vàng đã hành lễ với Ngô Bình, đoạn nói tiếng người cảm ơn ân điển của anh. Ngô Bình cười đáp, không cần cảm ơn đâu, trước đó ta vẫn chưa rõ tác dụng của bộ giáp này, người có thể mất mạng. Chó lông vàng nói, tôi vốn chỉ là chó hoang. Mạo hiểm để đổi lấy thực lực như bây giờ, cũng đáng. Ngô Bình bảo, vậy sau này ngươi cứ theo ta đi. Chó lông vàng phủ phục dưới đất, vâng, chủ nhân. Môn chủ Ngũ Đế Môn khóc trong đau khổ, cơ thể ông ta đang già đi rất nhanh. Không còn tu vi, ông ta sẽ nhanh chóng biến thành một ông lão bình thường. Advertisement. Lý Huyền Bình, cậu ác độc lắm, ông ta mắng mỏ Ngô Bình. Cậu dám tráo đổi mọi thứ của tôi với một con chó. Ngô Bình thờ ơ nói, tôi không giết ông nên cảm kích tôi mới phải. Advertisement. Dứt lời, anh nhìn về phía đại trưởng lão, từ nay trở đi, ông là môn chủ mới của Ngũ Đế Môn. Đại trưởng lão biết rằng không còn hy vọng gì nữa, môn chủ đã xong đời, bây giờ chỉ có thể đi theo Ngô Bình, vội đứng dậy rồi cúi người thật sâu trước mặt anh, vâng. Khi họ nói chuyện, môn chủ ban đầu của Ngũ Đế Môn đã biến thành bộ xương khô, kiệt sức mà chết. Sau khi xử lý thi thể, đại trưởng lão tuyên bố với mọi người rằng trưởng môn đã chết vì tẩu hỏa nhập ma trong lúc luyện công, bản thân sẽ tạm thời đảm nhiệm chức trưởng môn. Ngô Bình đang rất có hứng thú với bộ giáp thập bát hoán thiên. Anh hỏi, áo giáp này có từ đâu vậy? Đại trưởng lão đáp, đây là báu vật trấn môn của Tương Thiên Môn. Một trong năm thế lực lớn. Món đồ này có thể hoán đổi mọi thứ của hai người. Ngô Bình nói, đây là đồ tốt. Dứt lời, anh cất áo giáp vào. Đại trưởng lão lên tiếng, e rằng lát nữa Tương Thiên Môn sẽ đến lấy lại bộ giáp thập bát hoán thiên. Ngô Bình bảo, không sao. Nếu có ai đến thì bảo người đó gặp tôi. Đại hội Thiên Kiêu sắp bắt đầu rồi. Ngô Bình sẽ đại diện Ngũ Đế Môn tham gia đại hội lần này. Nhóm người họ chuẩn bị rời đi thì một chiếc chuông vàng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, bao trùm cả đỉnh núi mà Ngô Bình đang ở. Bầu trời lập tức tối sầm, sức ép khủng khiếp khiến tất cả đều vô cùng khó chịu, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Một giọng nói sắc lạnh cất lên, người của Ngũ Đế Môn đúng là vô dụng, có chút chuyện mà cũng làm không xong. Nghe thấy giọng nói này, đại trưởng lão biến sắc ngay, là chuông thần ma của thần Ma Tông. Người vừa lên tiếng là tông chủ của thần Ma Tông, bá thế. Ngô Bình vẫn không đổi sắc mặt, hờ hững nói, chỉ một cái chuông vớ vẩn này mà muốn giam giữ tôi. Các người nghĩ sao vậy? Bá thế lạnh lùng nói, một khi tiếng chuông vang lên, vạn vật đều bị hủy diệt. Các người sẽ phải chết ở trong đó, biến thành lực hỗn mang. Ngô Bình đáp trả, tôi không nghĩ thế. Nói đoạn, anh lấy một chiếc tù và ra thổi. Tác dụng của tù và này là phòng ngự, một khi thổi nó, xung quanh sẽ hình thành trường lực phòng ngự, bảo vệ mọi thứ bên trong. Vù!
Một quầng sáng màu vàng bay lên, bao trùm cả ngọn núi. Keng! Chuông thần ma chấn động, ánh sáng vàng cũng chấn động. Mọi thứ dưới quầng sáng vàng đều không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Lúc này, bên ngoài chuông thần ma, một đám tu sĩ đang quan sát tình hình bên trong chuông với vẻ mặt rất tệ. Chết tiệt, trong tay cậu ta có phòng giác của thiên giác môn. Có nó, chuông thần ma sẽ không làm đối phương bị thương được. Không ngờ tên đời đầu này lại khó đối phó như vậy, không chỉ lấy đi giáp thập bát hoán thiên mà còn lấy được cả thiên giác. Ngô Bình vừa thổi phòng giác vừa lấy ra một chiếc tu và cực kỳ sắc nhọn, thổi cả hai cùng lúc. Advertisement. Tiếng tù và cất lên, một luồng sát quang liền bay đến, đánh thẳng vào chuông thần ma. Keng, một tiếng động lớn vang lên, chuông thần ma đã xuất hiện vết nứt. Advertisement. Nhìn thấy vết nứt ấy, Ngô Bình quyết đoán đặt phòng giác xuống và chuyên tâm thổi chiếc tù và bén nhọn kia. Keng keng keng. Ba đòn liên tiếp, chuông thần ma vỡ tan thành vô số mảnh, Ngô Bình từ bên trong xông ra, vung nắm đấm về phía đám tu sĩ nọ. Không ổn, chạy mau, có người hét to. Nhưng đã quá muộn, cú đấm của Ngô Bình vung tới rất nhanh, ban đầu thì nhỏ, dần dần về sau thì to bằng quả núi, đấm thẳng vào người đám tu sĩ. Phụt! Cú đấm này có sức sát thương rất khủng khiếp, phần lớn những tu sĩ này đều bê bết máu, số còn lại bị đấm văng ra, nôn đầy máu tươi. Nhận thấy không thể đấm chết toàn bộ tu sĩ mà vẫn còn ba người sống sót, Ngô Bình khá bất ngờ, xem ra ba người đều là tu sĩ cảnh giới thiên đế. Thế thì nhận thêm một đòn của tôi vậy. Cậu bạn, gượng đã, một ông lão trong số họ đột nhiên hét lên. Cú đấm của Ngô Bình ngừng lại giữa không trung. Anh lạnh lùng hỏi, ông muốn nói gì? Ông lão hít một hơi sâu, tôi là môn chủ của Tương Thiên Môn, còn vị này là tông chủ của Thần Ma Tông. Ban nãy là lỗi của chúng tôi, mong cậu thứ lỗi. Nếu cậu có thể tha cho chúng tôi một lần, chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ cậu gia nhập vào tầng lớp quyết sách. Ngô Bình cười khẩy, ông cảm thấy tôi sẽ tin các ông sao? Bá thế kia vội lên tiếng, cậu bạn à, năng lực của cậu tuyệt đối cao hơn chúng tôi. Có một đồng minh mạnh như vậy, chúng tôi cầu còn không được. Dĩ nhiên, cậu cũng phải đồng ý thay thế địa vị của thế lực khác chứ không phải là ba nhà chúng tôi. Ngô Bình bảo, các ông không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Không muốn chết thì tỏ rõ thành ý đi. Anh hoàn toàn không tin mấy câu này. Chỉ cần lợi ích, không cần hứa hẹn. Ba người nhìn nhau, bá thế hỏi, cậu muốn thành ý như thế nào? Ngô Bình nói, không bao lâu nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này, nên tôi không có hứng thú làm ăn ở đây, càng không cần phải kéo bè kết phái. Ba vị đưa cho tôi, bánh vẽ còn chẳng bằng cho tôi chút lợi ích thực tế. Bá thế hỏi, vậy rốt cuộc là cậu muốn thứ gì? Ngô Bình đáp, nghe nói năm thế lực quyết sách lớn nắm giữ phần lớn địa bàn của nhân tộc. Tôi nghĩ hay là thế này đi, ba nhà các ông mở kho báu ra để tôi vào chọn vài món đồ. Nhân tiện, tôi còn cần một lượng lớn dược liệu cao cấp. Nghe Ngô Bình nói vậy, ba người đều thở phào. Tiêu hao tiền của có đáng là gì, chỉ cần Ngô Bình không đối địch với họ thì tặng cả gia sản cho anh cũng được. Bá thế lên tiếng, chúng tôi có thể đồng ý với điều kiện của cậu. Nhưng nếu cậu đã không có hứng thú trở thành người quyết sách, vậy thì dứt khoát đừng tham gia đại hội người mới lần này nữa. Nếu cậu không tham gia, năm thế lực chúng tôi sẽ thể hiện thành ý như nhau. Ngô Bình nói, tôi tham gia đại hội người mới vì động nhân cực. Bá thế bảo, chuyện này chúng tôi có thể quyết định, mời cậu vào động nhân cực, cậu ở lại bao lâu cũng không thành vấn đề. Advertisement. Ngô Bình cho hay, phần thưởng của đại hội người mới cũng rất hậu hĩnh. Một người khác liền cất lời, chỉ cần cậu không tham gia đại hội người mới nữa, chúng tôi có thể thưởng gấp đôi. Advertisement. Ngô Bình bật cười, xem ra các vị đều là người thông minh. Được, chúng ta nhất trí với nhau như thế đi. Dứt lời, anh trở về viện, ba người kia cũng đi liên hệ với hai thế lực còn lại. Chưa đầy nửa giờ, năm người lại đến tìm Ngô Bình. Hai bên thống nhất điều kiện thêm lần nữa, họ cũng mang phần thưởng nhiều gấp đôi phần thưởng đại hội người mới đưa cho Ngô Bình. Sau đó bá thế dẫn đường cho Ngô Bình đến động nhân cực. Động nhân cực này do năm thế lực lớn cử người cùng trông coi.
Ngoại trừ người đạt hạng nhất của đại hội người mới, chỉ có những nhân vật đỉnh cấp như họ hoặc thân truyền dòng chính mới có cơ hội vào động nhân cực khám phá. Động nhân cực nằm ở lưng chừng một ngọn núi lớn. Khi đi đến, Ngô Bình nhìn thấy tuyết phủ dày trước cửa hang động, tựa như đã lâu lắm rồi không có ai đến đây. Anh hỏi, bá thế, ông biết bao nhiêu về động nhân cực? Bá thế nói, những sự tồn tại hàng đầu trong lịch sử nhân tộc đều có thu hoạch trong động nhân cực. Năm xưa tôi cũng từng vào đó, tiếc là tư chất có hạn, thu hoạch không nhiều, nhưng cũng đủ giúp tôi tu luyện đến cảnh giới thiên đế. Ngô Bình đáp, thế thì tôi càng phải đi một chuyến. Dứt lời, anh đi thẳng vào động nhân cực. Anh vừa vào không lâu, những người có quyền quyết định của bốn thế lực còn lại đều đến nơi. Năm người quyết sách lạnh lùng nhìn vào cửa động. Bá thế bảo, tôi đã nói mà, cậu ta chắc chắn sẽ vào trong. Động nhân cực có sức hút quá lớn đối với thiên kiêu như cậu ta, nhất định cậu ta sẽ vào khám phá thử. Một người khác tiếp lời, động nhân cực luôn là chốn thập tử nhất sinh. Xưa nay chỉ có mười mấy người có thể bình yên ra khỏi đó. Tôi không tin cậu ta sẽ là một trong số đó. Bá thế nói, tốt nhất là cậu ta không bao giờ trở ra. Mà dù có ra cũng chẳng sao, chúng ta cùng lắm chỉ tổn thất một chút của cải thôi. Nếu có thể trở ra từ động nhân cực thì cậu ta chắc chắn sẽ trở về thế giới ban đầu của mình trong tương lai, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Lúc này, Ngô Bình đã tiến vào động nhân cực. Động nhân cực này chỉ là một sơn động bình thường, có điều hang động rất rộng lớn, chẳng nhìn thấy được điểm cuối. Vách đá hai bên sơn động khắc họa đủ loại công pháp, bí thuật, truyền thừa, còn có một lượng lớn kinh nghiệm tu hành. Rất rõ ràng, mấy thứ này đến từ những người khác nhau. Có người có cảnh giới thấp, có người thì cảnh giới cao, chẳng chịt chi chít, nhìn qua không thấy được điểm cuối. Bắt đầu từ bức khắc họa đầu tiên, Ngô Bình xem rất kỹ, không bỏ qua chi tiết nào, rồi ghi nhớ vào lòng, từ từ tiêu hóa. Anh không vội vàng, xem cả công pháp do người có cảnh giới thấp hơn mình sáng tạo, đọc cả kinh nghiệm tu hành của người có cảnh giới cao hơn. Anh sở hữu tinh thần, trí nhớ rất khủng khiếp, khả năng lĩnh ngộ cũng siêu phàm. Nhìn một lần đã nhớ và hiểu rõ ý nghĩ của nó. Anh vừa đi vừa lĩnh ngộ, quên cả thời gian, cũng quên mất đoạn đường phía sau còn xa bao nhiêu. Chẳng biết đã qua bao lâu, Ngô Bình đã đi được mấy nghìn dặm trong động nhân cực. Lúc này, khắc họa trên vách đá càng lúc càng ít, phải đi mấy dặm mới thấy được một nơi. Xem ra rất ít người có thể đi đến đây, anh tự nhủ, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm nghìn dặm nữa. Hai bên sơn động đã trống không, chẳng còn nhìn thấy khắc họa gì nữa. Lúc này, trong đầu anh ngập tràn đủ loại ý nghĩ kỳ lạ, công pháp tu hành, và những thứ mà anh vẫn luôn suy ngẫm từ trước đến nay. Anh khoanh chân ngồi xuống, không nghĩ đến chuyện đột phá, cũng không nghĩ đến việc làm cách nào để tăng cường thực lực. Anh chỉ muốn sắp xếp mọi thứ, hoàn thành mục tiêu của mình, đó là tập hợp điểm mạnh của các trường phái, tái thiết con đường tu tiên. Bước đầu tiên của chuyện này chính là tìm ra con đường tu tiên thích hợp cho tất cả nhân tộc. Trong động không có sách lịch, Ngô Bình lĩnh ngộ chẳng màng thời gian. Đến khi anh mở mắt ra, toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều biến đổi diệu kỳ, bất luận chúng là gì, đều được đưa vào chi nhánh của tiên đạo. Vô số chi nhánh ngược dòng tụ hội, hình thành mạch nhánh, rồi hướng lên trên tạo thành mạch chủ, chính là tiên đạo. Advertisement. Ngô Bình khẽ mỉm cười. Dùng ngón tay làm cọ, khắc vẽ lên vách hang động, mạch lạc rõ ràng, tư duy trôi chảy, ý chí kiên định. Anh vừa viết vừa điều chỉnh, khí tức trên người càng lúc càng lờ mờ ẩn hiện. Advertisement. Anh viết suốt 9 ngày 9 đêm, nội dung có chữ có tranh, có phù văn có lời chú, tập hợp điểm mạnh của hàng trăm trường phái, trích ra tinh hoa của hàng vạn phương pháp. Khi anh viết đến đoạn giữa và sau, khí tức trên người đã thăng hoa. Anh từ cảnh giới thiên đế thăng cấp thành cảnh giới vô pháp mà không hề hay biết. Cảnh giới vô pháp vô thiên, những sức mạnh từng biến mất trong cơ thể anh, cảnh giới đại thánh, quả vị chân hoàng, công pháp vô địch, thể chất nghịch thiên, thần hồn tối thượng, vân vân, đều lần lượt xuất hiện trở lại. Sau đó, chúng đã kết hợp hoàn hảo với cơ thể hiện tại của anh. Khí tức của Ngô Bình tăng vọt. Sức mạnh của thế giới ban đầu mà sức mạnh tu được của thế giới này đều quay về con đường tu tiên. Anh cười thật to, tốc độ viết cũng nhanh hơn. Chữ ở trên vách đá trở nên khó đọc như sách trời,
tu sĩ bình thường không thể nào hiểu nổi. Một lát sau, chữ do anh viết ra đã vô hình vô chất, chỉ có ý chí tối thượng của anh khắc lên vách đá. Chỉ những người có vận khí và có duyên mới có thể lĩnh ngộ sự huyền diệu của nó. Vài ngày sau, Ngô Bình ngừng viết, khí tức quanh người ngưng luyện lần nữa, một luồng khí tức chí thánh chí tôn được giải phóng, bay ra khỏi động nhân cực, lên đến 9 tầng mây. Trời đất lập tức rung chuyển, vô vàn tu sĩ đều nhảy lên cao sau đó hoảng hốt nhìn về phía động nhân cực, dường như ai cũng đã bị hấp dẫn rồi bay hết về đó. Đã hơn một năm kể từ khi Ngô Bình đến động nhân cực, đại hội người mới cũng đã kết thúc từ lâu, nhóm bá thế cũng nghĩ là Ngô Bình sẽ không bao giờ quay lại được nữa nên cũng đã quên anh. Nhưng họ không thể ngờ là bây giờ động nhân cực lại phát ra khí tức chí thánh làm rung chuyển đất trời như vậy. Một tu sĩ cảnh giới thiên đế lẩm bẩm, chắc chắn trong động nhân cực có thứ mà mình cần, mình phải vào đó mới được, sau đó, hắn không màng tới sự ngăn cản của người thân mà đi ngay. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ N, cứ thế các tu sĩ thi nhau bay vào đó. Nhưng khi họ bay vào bên trong động nhân cực thì họ không hề chú ý đến những bức khắc mà Ngô Bình đã thấy, ngược lại họ đi thẳng vào trong rồi tới phần mà Ngô Bình viết. Nhờ thế mà họ không bị chìm đắm trong các công pháp và thần thông mà các tu sĩ xưa để lại, không thì họ sẽ bị trầm mê trong đó và không bao giờ có thể ra ngoài được, sau đó cứ vậy mà chết già ở đây. Tu sĩ cảnh giới thiên đế nhìn con đường tu tiên nhân đạo mà Ngô Bình sáng lập ra rồi nói, đây chính là cách tu luyện có thể khiến mình đi tới cảnh giới cao nhất, tốt quá rồi. Tin tức nhanh chóng lan rộng, ngày càng có nhiều tu sĩ đến đây hơn, năm thế lực quyết sách lớn cũng không thể ngăn cản, vì người quá đông, cao thủ nhiều không đếm xuể. Trong số này không thiếu các cường giả cấp nghịch thiên sơ đại. Một khi Ngô Bình dẫn đường chỉ lối cho họ thì các thiên tài này sẽ nhanh chóng đột phá ngay. Cường giả thiên đế nhìn thấy con đường tu tiên đầu tiên đã cảm nhận được điều kỳ diệu chỉ sau vài tiếng đồng hồ, sau đó lại cảm nhận thánh đạo trong thánh đường của Ngô Bình. Chẳng mấy chốc, cường giả ấy đã thành công đột phá lên thánh nhân, đồng thời cung kính tôn Ngô Bình lên làm thánh sư. Có một thánh nhân thì sẽ hai thánh nhân, số thánh nhân cứ thế tăng lên, cho tới con số 1000. Số lượng thánh nhân mà vượt quá 1000 thì chính là cảnh giới thiên thánh, từ xưa đến nay chưa từng có ai đạt đến cảnh giới này. Hiện giờ, Ngô Bình có một cảm giác rất kỳ diệu, thánh đường của anh bắt đầu có sự thay đổi, hư không vô tận bên ngoài thánh đường đang biến thành một vũ trụ nhỏ. Khi vũ trụ cỡ nhỏ này được sinh ra, sức mạnh trong cơ thể của Ngô Bình lập tức có sự thay đổi về chất. Uỳnh. Vũ trụ này tỏa ra một sức mạnh kinh thiên động địa. Nó không màng đến quy luật và đại đạo của tự nhiên, mà đứng độc lập và đi trên con đường riêng. Bây giờ, Ngô Bình mới chính thức đột phá cảnh giới vô pháp. Tâm trí của anh tiến vào vũ trụ này và cảm nhận sức mạnh diệu kỳ của nó, sau đó thử đưa sức mạnh ấy vào con đường tu tiên. Advertisement. Ngô Bình đang cảm ngộ thì người bên ngoài vẫn đang điên cuồng tu hành và đi vào thánh đường. Phải biết rằng độ khó khi trở thành thánh nhân không kém cảnh giới cực áo là bao, thậm chí còn dễ hơn, điều này khiến các cao thủ vào động nhân cực rất dễ đột phá. Sau đó, họ lại tiếp tục đột phá lên đại thánh. Advertisement. Số lượng đại thánh cứ thế tăng lên cho tới con số 10000. Khi số lượng đạt đến đủ 10000 thì là cảnh giới cuối cùng của đại thánh, hay còn gọi là cảnh giới vạn thánh mà xưa nay chưa ai từng đột phá được. Đây lại là một cửa ải, khi Ngô Bình đột phá đến đây thì trong vũ trụ nhỏ lại sinh ra một sự thay đổi lạ khác, khiến vũ trụ càng hoàn hảo hơn, hình thành nhiều không gian đa duy hơn. Thánh đường của Ngô Bình chính là điểm trung tâm của vũ trụ nhỏ, thần hồn của anh cũng đã dần ăn ý với vũ trụ. Lúc này, anh lờ mờ cảm nhận được cảnh giới hiện tại của mình chắc là một cảnh giới cực kỳ cao thâm trong con đường tu tiên, khả năng cao đã trên cả cảnh giới đại đạo tôn rồi. Cứ thế, Ngô Bình đã thuận lợi đột phá lên Thánh Vương. Khi anh đột phá xong thì đã quay lại ngọn núi mà mình ở. 6 cô gái vẫn luôn chờ anh ở đây trong hơn một năm qua, thấy anh bình an trở về, ai cũng vui mừng. Ngô Bình vừa về thì người của năm thế lực quyết sách lớn cũng đã đến chúc mừng, đồng thời mang theo các vật báu, của quý của mình đến tặng anh. Bây giờ, đến tên mù cũng có thể thấy Ngô Bình đã là người mạnh nhất hiện giờ. Năm thế lực quyết sách lớn không là gì với anh nữa.
chỉ cần anh thích thì địa bàn của cả nhân tộc sẽ thuộc về anh ngay, còn ai dám tranh giành chứ? Ngô Bình thoải mái nhận hết quà luôn, trở về thế giới cũ, những thứ này rất có tác dụng với anh. Bá Thế nói, sau khi thương lượng thì năm nhà chúng tôi đã cùng đưa ra quyết định là tôn cậu lên làm đại đế của nhân tộc, để dẫn chúng tôi cùng chống lại các tộc mạnh mẽ khác. Ngô Bình lập tức từ chối, anh nói, tôi đã viết con đường tu tiên nhân đạo lên động nhân cực rồi, ai trong số các người đủ tư chất thì đều có thể học được. Chỉ cần học được những thứ tôi để lại thì dù đối thủ có mạnh đến mấy thì các người cũng đánh bại được. Tôi đã ở lại đây lâu rồi, giờ phải về thôi. Nhưng sau này, nếu mọi người gặp chuyện nguy hiểm đến diệt vong thì có thể dùng lá bùa này để liên lạc với tôi sẽ đến ứng cứu. Dứt lời, anh bỏ một ngọc phù lại rồi vung tay, cùng 6 cô gái rời khỏi thế giới này. Có một cánh cửa sáng xuất hiện trước mặt họ, 7 người xuyên qua nó xong thì bước trên đám mây màu vàng rồi chậm chậm đáp xuống một đại lục. Khi Ngô Bình đáp đất thì nhìn thấy một cảnh tượng đổ nát, đây từng là hoàng cung của anh, nhưng giờ thì không còn gì. Tim anh đập như đánh trống. Sao lại thế này? Trong lúc Ngô Bình đang khiếp sợ và định dốc toàn lực đi tìm người nhà thì chợt có một thần niệm xuất hiện, sau đó Cùng Kỳ đã hiện lên trước mặt anh. Thấy chủ nhân đã về, Cùng Kỳ mừng rỡ nói, chủ nhân, cuối cùng người cũng về rồi. Ngô Bình trầm giọng hỏi, đã có chuyện gì xảy ra? Cùng Kỳ, chủ nhân đừng lo, mọi người trong nhà không làm sao cả, chúng chỉ đổi chỗ thôi. Ngô Bình thở phào một hơi, chỉ cần người nhà anh không sao, cung điện và đế quốc biến mất cũng được. Dẫn ta đến gặp mọi người. Cùng Kỳ đi trước dẫn đường, họ bay một đoạn thì Ngô Bình phát hiện khu vực này đã không nhìn thấy bóng dáng của con người nữa, ngược lại toàn là yêu tộc. Advertisement. Không biết họ bay bao xa thì đã băng qua một dãy núi cực cao, sau đó đã nhìn thấy thôn trấn cùng thành phố có rất nhiều con người sinh sống. Tuy độ phồn hoa không bằng trước kia, nhưng quy mô cũng không đến nỗi nào. Ngô Bình và Cùng Kỳ đáp xuống một trang viên rộng lớn, có rất nhiều nhà cửa ở đây, tuy lối kiến trúc không bằng cung điện ngày xưa, nhưng cũng giống đến 7-8 phần. Advertisement. Ngô Bình vừa đáp xuống một đại viện thì Đường Tử Di đã đi ra, nhìn thấy chồng mình, cô ấy rơm rớm nước mắt rồi chạy lại ôm anh. Ngô Bình thở phào một hơi rồi hỏi, Tử Di, anh rời đi bao lâu rồi? Đường Tử Di, 1 tháng 9 ngày. Ngô Bình ngẩn ra, mới hơn 1 tháng ư, anh nhớ mình sống ở thế giới kia đã nhiều năm rồi. Đường Tử Di, dù mới chỉ hơn 1 tháng, nhưng ở đây đã có sự thay đổi rất lớn. Đại Thiên Tôn đã đánh thắng trận và khống chế một khuyên giới khác. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, Đại Thiên Tôn lại chiếm được thêm một khuyên giới ư? Đường Tử Di, vâng, sau đó Đại Thiên Tôn đã giao Đại Lục Hồng Hoang cho con trai mình quản lý. Người này đã xây dựng đế quốc thiên đỉnh và tự nhiên là đại đế thiên đỉnh. Sau khi đại đế lên ngôi, đại lục hồng hoang bắt đầu thay đổi, cùng lúc đó có nhiều yêu binh tấn công đế quốc thiên võ và các nước xung quanh. Chúng quá đông, cao thủ lại nhiều nên chúng ta không thể phản kháng được, từ đó đành tạm rời bỏ đất nước rồi chuyển đến đây. Ngô Bình cau mày, yêu tộc và đại đế thiên đỉnh có quan hệ với nhau à? Nghe nói đế quốc thiên đỉnh đã được yêu tộc ủng hộ. Nhưng em cũng không chắc lắm. Ngô Bình, các nước khác thì sao? Đường Tử Di, giờ ở cả đại lục Hồng Hoang chỉ có một đế quốc là Thiên Đỉnh thôi, các thế lực khác đều phải tuân theo và trở thành nước thuộc địa. Thiên Đỉnh đã cử đại quân đến chiếm đóng các nước để tác oai tác quái, hở cái là giết người. Nhiều hoàng đế của các nước cũng bị giết, trong hoàng cung máu chảy thành sông. Ngô Bình nhíu mày, đế quốc Thiên Đỉnh đối xử với dân chúng thế nào? Đường Tử Di, với dân thì không đến nỗi, tuy các quán lại rất tàn nhẫn, nhưng chỉ ra tay ác độc với ai không nghe theo họ thôi. Ai nghe lời thì không cao cả. Ngô Bình, mọi người không sao là tốt rồi, anh thấy sống ở đây cũng ổn. Đường Tử Di cười nói, Huyền Bình, ai đứng sau lưng anh kia? Ngô Bình lập tức giới thiệu, sau đó kể qua về thế giới mình từng sống cho Đường Tử Di nghe. Cô ấy cảm thán, đại thánh kiếp nguy hiểm quá. Nhóm Xuân Tinh vội tiên lên hành lễ, tham kiến chủ mẫu. Đường Tử Di cười nói, các cô đừng khách sáo, sau này cứ xưng hô chị em với nhau thôi. Đường Tử Di không dám coi thường các cô hầu gái này,
vì họ đã cùng độ kiếp với Ngô Bình rồi về đây, giờ chắc thực lực của họ cũng phải cấp Thánh Vương rồi. Ina và An Điệp Y gọi Đường Tử Di là chị, Đường Tử Di nhanh chóng đi xếp chỗ ở cho họ. Vì xa nhà đã lâu nên Ngô Bình đến gặp bố mẹ, ông bà và các cô chú luôn. Các con anh lâu không được gặp bố nên Ngô Bình ở lại chơi với chúng một lúc lâu. Trong lúc đó, anh đã thả con chó lông vàng ra. Nó và môn chủ của Ngũ Đế Môn đã đổi tu vi cho nhau nên tuy chỉ là một con chó, nhưng thực lực của nó rất mạnh, không thua gì đạo tổ. Con gái Lý Tiểu Tiên của anh và Đào Như Tuyết đã hiểu chuyện rồi, cô bé rất thích con chó này, vì thế cưỡi nó chạy loạn khắp nhà, làm người hầu sợ đến mức chạy tán loạn. Advertisement. Thấy Lý Tiểu Tiên có thú cưng chơi cùng, Lý Thuần Thuần tỏ vẻ không vui, vì thế Ngô Bình đã thả Kỳ Lân Vương ra. Nó bị nhốt trong động thiên đã lâu nên đã ngoan ngoãn phục tùng Ngô Bình. Vừa được ra ngoài, nó đã nịnh nọt nói, tiểu nhân tham kiến chủ nhân. Advertisement. Ngô Bình, Kỳ Lân Vương, từ nay trở đi ngươi hãy làm thú cưỡi cho con gái Lý Thuần Thuần của ta, nhớ phải nghe lời con bé, không thì ta rút gân ngươi đấy. Kỳ Lân Vương nói, vâng, tiểu nhân sẽ nghe lời cô chủ nhỏ ạ. Mấy bố con chơi với nhau đến khi trời tối, Ngô Bình bảo bọn trẻ về phòng nghỉ ngơi. Tối đó, anh đến phòng của Đường Tử Di, con gái Lý Tử Huyền của hai người đã sang với ông bà nội nên hai vợ chồng có không gian riêng tư. Tử Di, trong quá trình chuyển đến đây có chuyện gì không? Đường Tử Di, bọn em đã dẫn rất nhiều người dân đi. Nhưng chỉ là dân chúng thuộc đế đô thôi. Nhiều nơi khác em chỉ có thể cử binh sĩ đến bảo vệ. May mà có Hoàng Nhi, cô bé vạch một đường kiếm trên không dọa cho đại tướng của yêu tộc sợ chết khiếp, không dám quá đáng với mình nữa. Vì thế cuối cùng dân chúng vẫn bình an đến đây. Cũng may có thánh binh của anh, mỗi thánh binh có thể dẫn cả triệu người dân đi. Ngô Bình, cũng may. Đường Tử Di, Huyền Bình, anh có dự định gì không? Mình sẽ khôi phục đế quốc thiên võ chứ? Ngô Bình, thôi, làm hoàng đế mệt lắm, thả anh dành thời gian ấy tu hành cho xong. Đường Tử Di, tuy đế quốc thiên võ mất rồi, nhưng vẫn cần cho người của đại lục hồng hoang thấy được thực lực của chúng ta. Mấy hôm trước, đại đế thiên đỉnh đã cử sứ giả đến thương lượng, nói là muốn phong anh làm một tiên hầu. Ngô Bình cười mỉa, hắn là cái thá gì mà dám phong chức tước cho anh? Đường Tử Di, vì thế, em đã từ chối rồi, chồng em đâu phải người mà ai muốn phong gì cũng được. Ngô Bình trầm ngâm nói, nơi này nhỏ quá, sống tạm còn được, chứ ở lâu thì không ổn, đến lương thực cũng không có đủ mà ăn. Đường Tử Di, đúng thế, nhưng giờ cả đại lục hồng hoang đều thuộc quyền quản lý của đế quốc thiên đỉnh rồi, em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Ngô Bình, nếu không được thì chuyển vào trong vũ trụ nhỏ của anh. Họ đều là người bình thường, có nhiều đến mấy thì anh cũng nuôi được. Đường Tử Di tò mò hỏi, vũ trụ nhỏ ư? Ngô Bình cười nói, em có muốn xem không? Đường Tử Di, có ạ. Ngô Bình vỗ tay một cái, Đường Tử Di đã biến mất. Ngay sau đó, cô ấy đã xuất hiện trong một vũ trụ mênh mông có rất nhiều sao và mây. Cô ấy bay tới biển sao, xuyên qua vô vàn hành tinh thì nhìn thấy một tinh cầu cực kỳ hoàn hảo. Hình dạng của nó giống trái đất ngày xưa, nhưng diện tích thì lớn hơn. Cô ấy đáp xuống một bãi cỏ ở đây, mặt trời chiếu sáng, không khí trong lành, hơn nữa quy luật đại đạo còn hoàn chỉnh. Nơi này đẹp quá, Đường Tử Di cảm thán. Advertisement. Ngô Bình cười nói, đây là vũ trụ do anh tạo ra, dù hầu hết là ảo ảnh, nhưng trật tự đại đạo hoàn chỉnh, không biết người dân thiên võ có vui khi anh chuyển họ đến đây sống không nhỉ? Đường Tử Di, sao lại không vui? Đây là chốn bồng lai tiên cảnh, đến em còn thích mà. Advertisement. Ngô Bình, thế thì tốt, chờ anh tu sửa nơi này lại một chút rồi sẽ đón người dân đến đây. Đương nhiên họ sẽ không sống ở đây mãi, khi tu vi cao lên thì có thể ra ngoài tu hành. Đường Tử Di cười nói, Huyền Bình, nơi này có thể chứa được bao nhiêu người? Ngô Bình, nghìn tỷ người vô tư. Nếu đông quá thì sang tinh cầu thứ hai. Ví dụ đều là người tu vi thấp thì ít nhất vũ trụ này có thể chịu tải được cả chục nghìn tinh cầu. Đường Tử Di mừng rỡ nói, thế thì có gì phải lo nữa, cứ chuyển hết người dân đến đây là được. Đại kiếp sắp đến rồi,
chỉ có ở đây thì họ mới được an toàn. Ngô Bình thở dài nói, nhưng nếu chuyển nhiều người vào vũ trụ của anh quá thì vận mệnh của anh cũng sẽ nối liền với họ, đó là luật nhân quả. Đường Tử Di ngạc nhiên hỏi, ý là họ vào trong vũ trụ của anh rồi thì sẽ ảnh hưởng đến anh ư? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên, vận mệnh của họ sẽ liên quan đến vận mệnh của anh. Ví dụ, nếu trong số họ có nhiều người mệnh ểu, lẽ ra phải chết trong đại kiếp, nhưng vì vào trong vũ trụ của anh nên mới được sống. Như vậy thì anh sẽ phải chịu nạn thay họ, chịu những kiếp nạn không thuộc về mình. Đường Tử Di vội nói, thế thì bỏ đi, không thể để họ ảnh hưởng đến anh được. Ngô Bình cười nói, đây chỉ là cách tạm thời thôi, chờ chúng ta tìm được nơi thích hợp, anh sẽ trả họ về đây. Đường Tử Di, nếu họ ở đó trong một thời gian ngắn thì có ảnh hưởng gì đến anh không? Ngô Bình, chắc không nhiều, chỉ một chút thôi. Đường Tử Di thở phào một hơi, thế thì được. Ngô Bình, Tử Di, anh đã tìm ra con đường tu tiên nhân đạo ở thế giới kia, sau này em có thể tu hành đạo tiên thích hợp với nhân tộc rồi. Đường Tử Di cười nói, em tu tiên rồi mà, hơn nữa cũng sắp thành đạo tổ rồi. Ngô Bình xua tay, không giống nhau, tiên đạo mà em tu luyện đến cuối sẽ thành tiên tộc hoặc không thể tiến bộ tiếp. Em nhìn các đạo tôn bây giờ đi, họ đều là cường giả kỷ nguyên, nhưng thật ra đã thành tiên tộc rồi, chứ không phải nhân tộc đâu. Đường Tử Di, thế thì có khác biệt gì? Chỉ cần thực lực tăng lên là đạt mục đích rồi mà. Ngô Bình cười nói, tiên độc truyền thừa tiên đạo, em nghĩ họ có ý tốt hà? Đường Tử Di trợn tròn mắt, lẽ nào đó là kế hoạch của họ? Ngô Bình, đó là một cách tiên tộc khiến nhân tộc tu tiên, chờ thời cơ chín muồi, nhân tộc sẽ thành tiên tộc hết. Tiên tộc càng đông thì một ngày nào đó tiên tộc thật sự sẽ xuất hiện và khống chế tất cả chúng ta. Đường Tử Di, vậy thì chứng tỏ tiên tộc vẫn tồn tại. Ngô Bình, đúng, hơn nữa còn đông là đằng khác. Nếu không, cách truyền thụ tiên đạo của họ sẽ không có ý nghĩa gì. Advertisement. Huyền Bình, sao anh biết những chuyện này? Ngô Bình, anh đã cảm ngộ được tiên đạo trong động nhân cực ở thế giới kia, sau đó nghiên cứu kỹ về tiên đạo, cuối cùng đã phát hiện ra điều kỳ diện của nó. Nhân tộc tu luyện tiên đạo của tiên tộc, lâu dần sẽ hình thành dấu ấn nô lệ trong nhận thức của mình. Sau này, khi tiên tộc xuất hiện, họ có thể thông qua dấu ấn ấy để thống trị toàn bộ cường giả nhân tộc. Đến lúc đó, cả nhân tộc sẽ trở thành nô lệ của tiên tộc. Advertisement. Đường Tử Di tái mặt nói, đáng sợ quá. Huyền Bình, thế con đường tu tiên nhân đạo mà anh cảm ngộ được không có dấu ấn ấy chứ? Ngô Bình gật đầu, con đường tu tiên nhân đạo của anh thích hợp với nhân tộc hơn. Không chỉ giúp người bình thường có thể dễ dàng tu luyện, mà còn giúp tăng nhanh tốc độ đột phá. Cùng một cảnh giới, nếu ai tu luyện con đường của anh thì sẽ có thực lực đè bẹp một người khác cùng cảnh giới. Đường Tử Di bật cười nói, Huyền Bình, anh giỏi quá. Ngô Bình lắc đầu, anh có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ kinh nghiệm và dạy dỗ tiếp thu từ các vị tiên hiền trong lịch sử. Đạo chân nhân, thánh nhân đều là con đường mà họ từ mày mò ra, không có họ thì anh không tìm ra được con đường này đâu. Thế cảnh giới của con đường tu tiên nhân đạo cũng tương tự như bây giờ hả anh? Ngô Bình, luyện khí, luyện thần, nhân tiên, địa tiên chỉ có một chút khác biệt là tăng thêm vài cảnh giới. Còn thiên tiên, đại la kim tiên ở phía sau thì khác hẳn luôn. Đường Tử Di, chỉ cần chúng ta tìm thấy đường là được rồi, sau này có thể cho nhiều người khác tu luyện. Ngô Bình, chuyện này tạm thời cần giữ bí mật, chúng ta chỉ có thể truyền cho người mà mình tín nhiệm thôi. Đường Tử Di như có điều suy nghĩ, anh nói đúng, vì con đường này ảnh hưởng đến kế hoạch của tiên tộc. Ngô Bình, vào thời mạnh nhất mà thần tộc còn không tiêu diệt được tiên tộc, chứng tỏ là tiên tộc rất mạnh. Trước đó, anh đã vào thượng thiên giới và trung thiên giới. Ở đó cũng có vài cách truyền thừa của tiên tộc, giờ nghĩ lại chắc cũng là tiên tộc cố ý. Đường Tử Di, Huyền Bình, em nhớ anh từng bảo trung thiên giới muốn tách tiên đạo ra khỏi tiên tộc, để vạn tộc đều có thể tu luyện được. Suy nghĩ này cũng giống anh còn gì. Ngô Bình thở dài nói, sao mà giống được. Truyền thừa của trung thiên giới là muốn vạn tộc đều trở thành tiên tộc, sau đó tu luyện tiên đạo của tiên tộc, thứ họ thay đổi là người tu luyện. Còn cái anh thay đổi là công pháp tiên đạo, để công pháp thích ứng với các tộc người khác nhau.
Ví dụ, con đường tu luyện tiên đạo mà anh sáng tạo ra chính là để công pháp thích hợp với nhân tộc chúng ta. Đường Tử Di hiểu ra là vậy. Ngô Bình, thượng tiên giới muốn tiên đạo áp đảo vạn đạo của chư thánh, dã tâm này rất lớn, nhưng lại là dẫn dắt rất lớn với anh. Đường Tử Di, Huyền Bình, bước này có phải cảnh giới cuối cùng anh muốn đạt tới không? Ngô Bình gật đầu, khi vạn giới có thể tu luyện tiên đạo, anh sẽ theo đuổi cảnh giới này, giúp nhân tộc áp đảo trật tự của vũ trụ. Điều này ngày xưa tiên tộc đã muốn làm rồi, nhưng không thành công. Đường Tử Di, xem ra anh vẫn phải đến thượng thiên giới rồi. Ngô Bình, cũng không vội, anh vừa về nên chưa hiểu rõ về sức mạnh của mình lắm. Hơn nữa, con đường tu tiên nhân đạo của anh cũng cần được nghiệm chứng giai đoạn cuối, chờ anh làm xong nốt đã. Advertisement. Dứt lời, anh nhớ đến Kim Song Nhi nên nói, anh còn phải đến nữ oa giới nữa, trước đó anh đang ở cùng Kim Song Nhi, sau đó tự dưng biến mất, cô ấy không biết nên chắc đang lo lắm. Đường Tử Di, đúng là anh nên đi, hôn sự của anh với cô ấy cũng nên tiến hành thôi. Cách đây không lâu, Vương Mẫu còn sai người đến hỏi tung tích của anh, xem ra cũng đang lo lắng cho anh đấy. Ngô Bình gật đầu, Tử Di, anh tu luyện đã nhé. Advertisement. Nói rồi, anh ngồi xếp bằng xuống và cảm nhận sức mạnh không người mình có gì khác với vùng đất Vĩnh Hằng hay không. May mà, sức mạnh anh tu hành ở đó chỉ mất một chút, hầu hết vẫn còn. Vì anh đã tiến vào cảnh giới vô pháp nên có thể áp đảo trật tự đất trời. Lúc này, núi thần ở cạnh Đường Tử Di lao ra rồi tiến vào vũ trụ của Ngô Bình. Nó lơ lửng ở rìa vũ trụ rồi cảm thán, người mở được cả vũ trụ cho bản thân, siêu quá. Tu vi thế này thì chắc hậu kỳ ta mới theo kịp. Ngô Bình, núi thần, ngày trước ngươi cũng từng mở được vũ trụ à? Núi thần, tu hành đến giới hạn thì khác đường cũng sẽ chung đích, tất cả các sinh linh tu luyện đến cảnh giới như ngươi thì đều có hướng đi na ná nhau. Nhưng vũ trụ của ta khác ngươi, không oách như ngươi đâu. Ngô Bình, giờ ta có thể so với cường giả kiên kỷ nguyên chưa? Thần núi, cường giả kỷ nguyên có dấu ấn kỷ nguyên, nhưng ngươi không có, vì thế ta không đánh giá ngươi bằng trình độ của cường giả kỷ nguyên được. Thật ra ngươi còn mạnh hơn họ nhiều. Ngô Bình ngẩn ra, ta mạnh hơn ư? Thần núi, đúng, cường giả kỷ nguyên cần mượn con dấu kỷ nguyên để giúp mình mạnh mẽ hơn, nhưng ngươi thì không cần. Ngô Bình, được rồi. Ta sẽ coi đây là một lời khen. Thần núi, ban nãy nghe hai người nói định chuyển dân chúng vào vũ trụ của ngươi, ta khuyên ngươi không nên làm thế. Vận mệnh của bao nhiêu người gộp lại thì ngươi sẽ khó mà tải được, vớ vẩn là chết như chơi đấy. Ngô Bình, ta biết, nhưng nếu không làm thế thì biết sắp xếp thế nào? Chẳng lẽ ngươi có cách hay hơn à? Có, thần núi, ta có thể mở một thế giới, ngươi muốn chuyển bao nhiêu người vào cũng được. Ngô Bình, người mở được thế giới ư? Thần núi, ta có thể mở được một đại lục hồng hoang khác, giống không khác chút gì luôn, được chưa? Ngô Bình nghi hoặc nhìn thần núi, làm thế có lợi cho ngươi à? Thần núi, đương nhiên, ta không phải sinh linh nên không có vận mệnh. Đây là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của ta. Nếu những người kia vào sống trong thế giới của ta thì ta sẽ cùng hưởng vận mệnh với họ. Ngô Bình, như thế có ảnh hưởng gì cho ngươi không? Thần núi có, ta sẽ có nhân cách và biến thành người trong một thời gian ngắn. Ngô Bình hào hứng nói, ta muốn xem trong ngươi sẽ thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 131.